Và giờ admin sẽ hướng dẫn mình triển khai đúng không ạ, xây dựng hệ sinh thái kênh đúng không ạ, và anh mình có các cái module đúng không ạ, các cái module nó được sắp xếp khá là bài bản rồi đúng không ạ. Thì bây giờ admin sẽ nói lại một lần nữa về cái vấn đề về mô hình xây dựng hệ sinh thái cho anh mình hiểu được đúng không ạ. Hệ thống kênh đúng không ạ? Hệ thống kênh marketing thì đây là cái mà kiến thức đúng không ạ? Cứng đúng không ạ? Kiến thức nền mà anh mình chúng ta cần phải làm việc đúng không ạ? Chúng ta cần triển khai, chúng ta cần phải học được cái vấn đề này đúng không ạ? Và làm cho kỳ được. Thì bây giờ xác định cái hệ thống kênh đúng không ạ? Hệ thống kênh này nó phải dựa trên cái hệ thống đối tượng marketing có nghĩa là đối tượng marketing có nghĩa là đối tượng mà chúng ta hướng tới để chúng ta làm quảng bá đúng không ạ. Thì đối tượng marketing để chúng ta làm quảng bá này nó là gì ạ? Đây là nó sẽ gồm là các đối tượng khách hàng đúng không ạ, nó gồm sỉ này, lẻ này đúng không ạ, bán sỉ, bán lẻ, bán qua cộng tác viên đúng không ạ, bán qua đối tác đúng không ạ, kiếm tiền đúng không ạ. Đây, và tiếp theo đó là hệ thống kênh. Sau đó sau khi mà xác định được đối tượng thì chúng ta xây dựng hệ thống kênh cho hệ thống kênh đúng không ạ. Hệ thống kênh thì hệ thống kênh này cho từng đối tượng đúng không ạ. Thế là bây giờ có 4 đối tượng chính này, bản thân là chúng ta làm được hay không làm được nó ăn nhau ở đây này bọn đúng không ạ. Các bạn sẽ nghĩ rằng á, khi mà kinh doanh chúng ta chỉ hướng tới cái vấn đề này thôi đúng không ạ. Nhưng mà nếu mà hướng tới bán lẻ, các bạn bán lẻ siêu phàm đến cỡ mấy đi chăng nữa thì nó khả năng phải bèo nhất phải vài năm bạn mới giàu được đúng không, đúng không ạ. Nếu mà bán lẻ mà trên các hệ thống kênh chỉ có bán lẻ thôi thì có một cái vấn đề mà các bạn phải nhìn nhận này. Hệ thống kênh phải được thiết lập riêng rẽ đúng không ạ, riêng lẻ theo từng đối tượng. Bạn hình dung không ạ? Bạn hiểu cái câu này không ạ? Hệ thống kênh phải được thiết lập riêng lẻ theo từng đối tượng khách hàng. Có nghĩa là bản thân anh em mình nói bạn có fanpage chưa? Tôi có rồi. Đúng không ạ? Bạn có group chưa? Có rồi, cái gì cũng có rồi. Nhưng mà thực tế nó chỉ là để bán lẻ thôi. Các bạn cứ nhìn lại xem hệ sinh thái của mình có phải đúng là như vậy không ạ? Đúng không ạ? Bạn nói rằng nó có hết tất cả các kênh rồi. Nhưng mà có hết kênh rồi nhưng mà nó chỉ là một đối tượng thôi. Tức là nếu như tôi nói là cái vấn đề đối tác này là một vấn đề nó là khó nhất đi đúng không ạ, thì tạm thời là chưa có đối tác đúng không ạ, từ từ rồi sẽ đối tác, tôi dám khẳng định là các bạn sẽ có đối tác sau này. Thì vấn đề đối tác em sẽ không nói tới, nhưng mà bạn bán sỉ bạn có hệ thống kênh chưa ạ? Chưa có. Bạn bán qua cộng tác viên bạn có hệ thống kênh cho cộng tác viên ạ? Chưa có. Nhưng mà bạn xây dựng hệ thống kênh cho bán lẻ và kênh nào bạn cũng có, nhưng mà bạn chỉ tập trung cho lẻ thôi thì đó không phải là gì ạ? Không phải là hệ thống đúng không ạ, nó không phải là hệ thống kênh như mà em mong muốn đúng không ạ. Tại vì sao? Tại vì bạn muốn bán lẻ, bạn có thể cho cái người lẻ để vào trong cái kho sỉ đúng không ạ? Nếu như người ta mà biết giá sỉ của bạn, người ta không bao giờ mua lẻ của bạn đâu. Dám khẳng định luôn đúng không ạ? Nếu như một cộng tác viên mà biết giá sỉ của bạn á, nó sẽ không bao giờ cộng tác viên đâu bạn. Nó sẽ đi tự nhập hàng để tự bán luôn. Đúng không ạ? Đối tác, cộng tác viên là một trong những cái kẻ thù đúng không ạ? Đấy, kẻ thù luôn. Đúng góc độ đấy là gì ạ? Gọi là gì ạ? Đối thủ đấy. Đối thủ tương lai. Lưu ý nhá, cộng tác viên là đối thủ trong tương lai đấy, nhưng mà chúng ta có thể điều hướng hắn đúng không ạ, điều hướng cái đối tượng này trở thành sỉ đúng không ạ. Còn lại mua lẻ thì chúng ta cần phải đứng ra tách riêng. Thì tức là bây giờ nhá, xây dựng hệ thống kênh đúng không ạ, bây giờ hệ thống kênh này, cấu trúc hệ thống kênh nó sẽ là gồm tất cả các kênh đúng không ạ, lý thuyết tất cả các kênh trên internet có thể gì ạ, có thể làm đúng không ạ, để có thể là tiếp cận được với khách hàng tiềm năng. Tất cả các kênh trên internet tiếp cận với khách hàng tiềm năng đúng không ạ, theo đối tượng này, có nghĩa là theo đối tượng mục tiêu là đối tượng mà sỉ lẻ đối tác của chúng ta xác định đó. Ok không ạ, thì bây giờ hệ thống kênh này nó sẽ gồm cái như thế sau đúng không ạ. Theo bản thân bây giờ nó sẽ là gồm
bản chất nó sẽ là gồm như thế này, đúng không ạ? Là một là Facebook marketing, Facebook, hệ thống kênh Facebook này, hệ thống kênh thương mại điện tử này, hệ thống kênh gì ạ? Hệ thống kênh social. Và bản thân anh em mình ba hệ thống kênh này áp lên cho ba đối tượng, tức là mình sẽ có gì ạ? Nhân 3 lên, đúng không ạ? Cho 3 đối tượng, nhân cho 3 đối tượng lên, đúng không ạ? Thì chúng ta tức là sẽ có 9, đúng không ạ? 9 hệ thống kênh. 3 hệ thống kênh, đúng không ạ? Nhân 3 lên chúng ta sẽ có 3 hệ thống kênh. Đúng không ạ? 3 hệ thống kênh. 3 hệ thống kênh chính, đúng không ạ? Đấy, bằng với gì ạ? 9, đúng không ạ? 9 phân số 9 cái hệ, đúng không ạ? 9 phân hệ, đúng không ạ? 9 phân hệ cũng nghĩa là 9 cái, 1, 9 cái Facebook này, 9 cái thương mại điện tử này, 9 cái social network. Tuy nhiên rằng đây là lý thuyết, đúng không ạ? Nhưng cái thương mại điện tử này có thể chúng ta có thể tách riêng được, vẫn có thể áp dụng được nhé. Tạm thời vẫn có thể áp dụng được. Thì bây giờ phần này, đúng không ạ? Thì mình sẽ tách ra hệ thống kênh này, hệ thống kênh thực tế này. Hệ thống kênh thực tế thì Facebook marketing nó sẽ gồm như thế này. Gồm Facebook cá nhân. Đầu tiên là đi từ Facebook cá nhân, đúng không ạ? Đến gì ạ? Đến group. Đến fanpage, đúng không ạ? Đến marketplace. Đúng không ạ? Instagram. Đúng không ạ? Rồi đến gì ạ? Đến Messenger. Ok không ạ? Và các cái biến thể của Messenger, đúng không ạ? Các biến thể của những cái kênh này, đúng không ạ? Có thể là live stream ở đây. Live stream. Ok. Đây, còn thương mại điện tử sẽ là tất cả những kênh, đúng không ạ? Là Shopee, là xe đỏ, là Tiki, là Lazada, như là gì ạ? Chợ Tốt, vân vân, đúng không ạ? Tất cả kênh liên quan, đúng không ạ? Social network, đúng không ạ? Social network là gì ạ? Nó sẽ là, đó là YouTube, đúng không ạ? Đó sẽ là gì ạ? TikTok. Nó sẽ là gì ạ? Forum. Nó sẽ là các cái kênh, đúng không ạ? Như là Pinterest, vân vân, đúng không ạ? Còn một cái hệ thống kênh nữa, đúng không ạ? Một hệ thống kênh nữa, đúng không ạ? Một hệ thống kênh nữa ở đây nữa là có nghĩa là các cái website và blog, đúng không ạ? Còn một cái nữa là website, blog, đúng không ạ? Trang của mình, cái trang web của mình, trang website của mình, của cá nhân, đúng không ạ? Của mình, đúng không ạ? Vào đây. Nếu như bạn chạy hệ thống kênh là các bạn phải làm hệ thống kênh này cho 3 đối tượng, đúng không ạ? Cho 3 đối tượng đó thì ở đây có bao nhiêu kênh? Ở đây có 3 kênh chính, đúng không ạ? 3 hệ thống kênh chính, đúng không ạ? Hệ thống kênh của Facebook, hệ thống kênh của thương mại điện tử, đúng không ạ? Nó sẽ gồm những cái ở trong này. Hệ thống social network nó sẽ gồm kênh này, đúng không ạ? Và các bạn phải thiết lập cái kênh này lên trên gì ạ? Lên trên internet theo từng đối tượng khách hàng như thế này và riêng lẻ với nhau. Tức là chúng ta phải phân thân ra là 3 người. Nhưng mà chỉ có internet mới làm được điều này thôi, đúng không ạ? Đấy, nên còn lại khi mà chúng ta chỉ cần tập trung lẻ và xây dựng hệ thống kênh này thôi là đã tuyệt vời rồi. Nhưng mà nếu như các bạn xây dựng cả sỉ, cả cộng tác viên nữa, đúng không ạ? Tức là, nhưng mà lúc này nó có một cái hiệu gọi là hiệu suất admin, chắc chắn là luôn hiệu suất lao động xây dựng. Tôi biết chắc chắn rằng á, mọi người không thể nào, đúng không ạ? Không thể xây dựng, đúng không ạ? Không thể xây dựng hết toàn bộ, đúng không ạ? Thì cái trên này, đúng không ạ? Nó gọi là mô hình lý tưởng. Mô hình lý tưởng này, bản thân admin có những cái hệ sinh thái admin không thể xây dựng hết được, đúng không ạ? Mà gì ạ, nó có tỷ lệ hiệu suất, có nghĩa là chỉ cần bạn làm 1/3 thôi, tôi dám khẳng định luôn là 1/3 thôi, đúng không ạ? Hoặc là càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Là nó tự tạo ra chuyển đổi luôn rồi, đúng không ạ? Tự tạo ra chuyển đổi giống như admin chẳng hạn, xây dựng cái Shopee chẳng hạn, đúng không ạ? Đây thì mình xây dựng cái Shopee này, đúng không ạ? Nghiên cứu rất là nhiều, tạo ra rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi giảm giá của nó, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là cái kênh của mình đây, đúng không ạ? Đây,
được cái kênh này đúng không ạ? Cho anh mình xem. Mình tạo ra xong là gì ạ? Xong rồi là mình nghiên cứu rất là nhiều đúng không ạ? Tạo ra mình nghiên cứu rất nhiều, mình xây dựng rồi gì ạ? Nó cũng sẽ có kết quả đúng không ạ? Nó cũng sẽ có kết quả. Đúng không ạ? Nó cũng sẽ có kết quả thôi. Đấy. Thấy chưa? Đây, mình làm chạy đơn đúng không ạ? Nó cũng sẽ có kết quả đúng không ạ? Đường nào nó cũng sẽ có kết quả hết. Đây, đúng không ạ? Ok không ạ? Đấy. Đây là một cái hệ thống, đây là kênh gì ạ? Kênh Shopee trên hệ thống thương mại điện tử. Chúng ta phải nhìn nhận với nhau là ba cái hệ thống kênh như thế đúng không ạ? Ba cái hệ thống kênh như thế này này. Đây này. Facebook này, thương mại điện tử này, social network, và đây là gì ạ? Website. Đấy. Bản thân website nó cả đống rồi nhá. Bây giờ chúng ta up content theo từng diện đối tượng, có nghĩa là phải thiết lập ra hệ thống xương sườn đúng không ạ? Của ba đối tượng này, có nghĩa là nhân bản lên. Đấy. Đây này. Đây. Tôi sẽ vẽ cho bạn cái mô hình này. Không ai ở Việt Nam, tôi dám khẳng định luôn, không có ai bày bằng cái vấn đề mà admin đang hướng dẫn các bạn ở ngày hôm nay. Đúng không ạ? Nếu như mà ngày xưa ấy mà có người hướng dẫn tôi điều này thì tôi chắc chắn rằng là gì ạ? Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn á, tại vì sao ạ? Không ai bày cả, đúng không ạ? Tự mò. Đúng không ạ? Tự mò hoàn toàn. Nó mất thời gian vô cùng đúng không ạ? Mình không ai hướng dẫn mình cả, đúng không ạ? Đây, và đây là cái khóa đầu tiên mà admin dạy cái vấn đề này, tại vì cái chương trình này nó là chương trình đào tạo cao cấp đúng không ạ? Chỉ có gì ạ? Chỉ có độ digital marketing được học thôi. Thậm chí là digital marketing đến giờ cũng chưa được học điều này. Khẳng định bạn luôn đấy. Đối tượng là gì ạ? Khách sỉ này. Khách lẻ này. Đúng không ạ? Cộng tác viên này. Bạn hình dung chưa? Cái nào cũng vậy hết á, khách sỉ, khách lẻ, cái gì cũng vậy hết đúng không ạ? Nên ra các bạn nghĩ trong khóa này là admin đào tạo các bạn tạo ra hoặc là các bạn trở thành mastery luôn. Có nghĩa là bây giờ xác định khách sỉ đúng không? Hay là khách lẻ đúng không? Bây giờ tôi cho các bạn nhìn thấy nhé. Như là trên Facebook của admin đúng không ạ? Cái thời trang đúng không ạ? Thời trang ví dụ như là Amazing Shop này. Ví dụ như là admin bán lẻ đúng không ạ? Nó không cần phải giống tên đâu, Amazing Shop đúng không ạ? Admin tạo ra cái fanpage đúng không ạ? Để bán hàng đúng không ạ? Để bán hàng, bán lẻ cái thời trang. Ok không ạ? Bạn nhìn thấy không ạ? 1.500 lượt tiếp cận này. Đúng không ạ? Miễn phí đúng không ạ? Không phải chạy quảng cáo gì cả. Đó, ok. Rồi, đúng không ạ? Ảnh biết tuyệt vời không ạ? Rất tuyệt vời. Đấy. Up lên, đúng không ạ? Cứ up lên thôi, còn lại có người inbox tính tiếp, tính sau. Tại vì sao? Nếu như mà không có được bán hàng ấy, thì đây là cái kênh mẫu để gì ạ? Để cho đối tượng cộng tác viên, có nghĩa là kết quả của cái hệ sinh thái kênh này là gì ạ? Của cái hệ sinh thái khác. Có nghĩa là bây giờ admin hướng dẫn đội nhóm cộng tác viên của mình bảo là ừ bây giờ anh cho chúng mày xem cái kênh gì ạ? Cái kênh mẫu để chúng mày copy này, đúng không ạ? Thì tất nhiên là các bạn thích không ạ? Thích chứ, đúng không ạ? Được xem kênh mẫu của admin mà, đúng không ạ? Thì bản thân cái kênh này nó lại có traffic rồi, nó lại phải làm mẫu, tại vì bây giờ bản thân bạn làm admin đi, admin đào tạo bạn trở thành những mốt quan trọng của Fori, bạn xây dựng đội nhóm, nhưng bạn hướng dẫn gì họ, bạn đâu có hướng dẫn được đâu, đúng không? Bản thân nó là vừa bán lẻ vừa là cái content để mình hướng dẫn những cái đối tượng ở dưới mình nữa, đúng không? Rất đẹp đúng không? Content nó phải chất đúng không? Làm là phải đẹp đúng không? Xúc tích ngắn gọn đấy. Thứ hai là cái group chẳng hạn, thời trang Fori chẳng hạn, thời trang Fori Center. Ví dụ như thế này đúng không ạ? Tạo ra cái nguồn đúng không ạ? Nguồn hàng dropshipping thời trang đúng không ạ? Và đến bây giờ nó cũng có gì ạ? Đây bao nhiêu người ạ? 72 người. Đây là chưa kéo phễu. Đúng không ạ? Chưa kéo phễu. Đấy. Đúng không ạ? Và mình cũng up vào trong đây, sản phẩm ở trong này. Tuyệt vời không ạ? Có lượt tiếp cận đúng không ạ? Đây tạo 6 lượt tiếp cận này. 7 lượt tiếp cận này, đúng không ạ? 9 lượt đã xem này, đúng không ạ? 10 lượt đã xem này, đúng không ạ? 11 này, đúng không ạ? 12 lượt đã xem này. Tức là gì ạ? Đây là cái kênh tiềm năng, chứa những cái khách hàng tiềm năng của mình ở trong này, và việc của mình là chăm sóc nuôi dưỡng nó, có nghĩa là up content lên hàng ngày, up cách chiến lược lên, up cách bán hàng lên, đúng không ạ? Rồi ví dụ như là lập cái Shopee thì vừa sau này mình thấy rồi, cái gì Shopee đây, cái gì đúng không ạ? Shopee đây rồi đúng không ạ? Đây kết quả đây đúng không ạ? Đây kết quả đây ạ, Shopee đây đúng không, đúng chưa nào? Đấy, sản phẩm phễu đây, được chưa? Đấy, sản phẩm phễu đưa lên đầu đây. Đấy, đưa lên thì chắc chắn rằng một ngày nào đó cũng sẽ có đơn thôi, đúng không ạ? Giống như cái Shopee giày của admin ở bên này cũng vậy, đúng không ạ? Ngày hôm nay có một đơn đúng không ạ? Một đơn nó không hề rẻ đâu, đúng không ạ? 400.000 một đơn đó, đúng không ạ? Đây này, đúng không ạ? 400.000 một đơn, đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp, lung linh luôn, đúng không ạ?
Đây đúng không ạ, cho các bạn xem sắp dày nhá. Cứ làm thôi là sẽ có kết quả đúng không ạ. Đây ví dụ như là dày nó là riêng lẻ đúng không ạ. Đấy ok chưa ạ. Rất là đẹp đúng không ạ, rất là dễ thương đúng không ạ. Làm có làm thì có ăn thôi, chỉ có internet làm gì ạ, vẽ ra tiền được thôi. Có nghĩa là chém anh hùng bàn phím để làm gì ạ, anh hùng bàn phím ở chỗ này đúng không ạ, có nghĩa là mình làm đúng không ạ, để cho mình chứ chẳng cho ai hết, cũng chẳng phải là gì ạ. Đấy cào bàn phím ăn tiền nó ở chỗ đó. Ok, ví dụ như là website đúng không ạ, Amazing Shop đúng không ạ. Đây làm ra một website mình có hướng dẫn các bạn luôn, nếu như anh em mình thích làm cái gì ạ, nếu anh mình làm cái hệ sinh thái web đúng không ạ, hệ sinh thái website đúng không ạ. Đây có cái website đẹp không ạ, đấy 155 đúng không ạ, làm được không, có hướng dẫn đàng hoàng đúng không ạ, hướng dẫn các bạn làm tận nơi luôn đúng không ạ. Đúng không? Sau đó là ví dụ như mình cái shop này mình bán thời trang xong mình up lên các cái kênh, sau đó mình bán lên cả giày nữa đúng không ạ, cả ví đồ các nữa cũng được đúng không ạ, chẳng ai cấm mình đúng không ạ. Đấy một cái trang chuyên về thời trang đúng không ạ. Bây giờ các bạn có thể gõ được tôi trên Google Amazing Shop đúng không ạ. Đây Amazing Shop này, Facebook này đúng không ạ, Amazing Shop này đúng không ạ, cái thương hiệu này nhìn đúng không ạ, Amazing Shop.com thấy không ạ, ở top 3 này đấy chưa ạ. Đấy, Amazing Shop này đó. Ở Shopee này, Amazing Shop cửa hàng trực tuyến này đúng không ạ, lên top 5 cái top đầu tiên là Amazing Shop, shop của ai đúng không ạ, shop admin đúng không ạ. Đấy à, cái này thì không phải à, chưa lên đúng không ạ. Đây đúng không ạ, ít nhất là cái website đã lên rồi đúng không ạ, website này amazingshop.com này đúng không ạ. Đây là điều tuyệt vời đúng không ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ. Đây một hệ thống đúng theo nghề pin đang mong muốn chưa, rồi là tuyển đội cộng tác viên đúng không. Tôi tạo ra đây là đội nhóm sỉ lẻ để trong này cộng tác viên ở trong này. Ví dụ tôi tạo ra thêm một cái nhóm về cộng tác viên dropship nữa, ví dụ như thế này đúng không? Tạo ra 2.600 người tham gia đúng không ạ, và sau đó bán gì ạ, đăng vào trong này những cái bài đúng không ạ, hướng dẫn đăng bài những này cái sản phẩm đúng không ạ, đăng vào trong này để kéo phễu, và tôi cho anh em mình gì ạ, cho anh em mình cái gì ạ, cái cơ hội để khai thác đấy đúng không đấy, và anh em mình lại gì ạ, lại vừa được khai thác đúng không ạ, vừa gì ạ, có thêm đơn, vừa có thêm cộng tác viên, và chúng ta vận hành một hệ sinh thái này, và thậm chí rằng là có cả YouTube đúng không ạ. YouTube vừa sau mình nói là cái hệ sinh thái này nó sẽ gồm như này mà đúng không, nó sẽ gồm này social network, và social network gì, đây cái bảng này đúng không ạ, ok chưa ạ. Đây cái bảng này là cái gọi là chân lý luôn này đúng không ạ, và bây giờ là xây dựng ra một cái hệ sinh thái đúng không ạ, từng kênh một cho từng đối tượng một đúng không ạ, và cái nào ra cái đó tách riêng ra, không được để cho nó lẫn lộn chung đúng không ạ. Và chúng ta là người quản trị đứng ở trên này này, chúng ta đứng ở trên này này đúng không ạ, dropship này này đúng không ạ? Quản trị này, quản trị này, hệ sinh thái này, hệ thống này đấy, chúng ta là chỗ này ấy, đúng không ạ. Đây này, chúng ta là hệ quản trị hệ thống này này, đứng ở phía trên này này đúng không ạ, và các hệ thống kênh như này đúng không ạ, hệ thống kênh như này, hệ thống kênh như này, ok chưa ạ, để chúng ta làm đấy, nó là như vậy đấy. Ok không ạ? Đấy. Có cả YouTube nữa đúng không ạ? Có các kênh YouTube nữa chứ không phải là chỉ như thế đâu. Ví dụ như là cái kênh Shopee này cho em mình xem đúng không ạ? Shopee có cả YouTube nữa. Đây này, đúng không ạ? Có cả video YouTube nữa. Chứ không phải là bình thường như vậy. Nếu mà xem ở trên ấy là admin xem ở trên máy tính, xem ở trên điện thoại này, mình có kênh YouTube cho nó nữa. Đây cho em mình xem kênh YouTube này. Nó chưa có nhiều đúng không ạ, nhưng mà mình đã đăng một số cái lên để làm demo cho kênh YouTube rồi, của cái kênh làm demo cho kênh Shopee đúng không ạ, nó cần YouTube. Đây Holy Center, đây ví dụ như đổi qua bên này, video của bạn đúng không ạ, chỉ lười thôi là chúng ta sẽ không có gì. Đây đây ví dụ cái kênh này đây ví dụ vậy không ạ, đây ok không ạ, đó ví dụ vậy để làm cái kênh đúng không ạ, đưa cái này kênh này lên kênh đúng không ạ, thậm chí là TikTok đúng không ạ. À
TikTok mình sẽ kiếm Amazing Shop. Đây ạ. À, thu phản quang ở top đầu luôn đúng không ạ? Đây, đúng không ạ? Thấy cái TikTok này min không ạ? Đấy. Đúng ạ, và mình làm cái âm nhạc cho nó hợp lý vào tí, đúng không ạ? Thể hiện những cái sản phẩm của mình. Đây ạ. Đó. Đúng ạ, và có rất nhiều content, đúng không ạ? Và đây là gọi là hệ sinh thái và hệ thống. Ok chưa ạ? Và mình quản trị điều hành nó thôi. Việc của mình là up kênh lên mỗi ngày, trên đây luôn content lên. Đấy. Và dưới đây hôm trước anh đã hướng dẫn anh mình cách triển khai rồi đúng không? Là đầu tiên đưa vào phát là họ sẽ nhìn thấy giá đúng không ạ? Đó. Bây giờ có thể là cầm cái link này đúng không ạ? Vứt qua bên đâu ạ? Vứt qua bên kênh fanpage đúng không ạ? Được. Được không ạ? Sang năm thì admin khả năng sẽ xây dựng ra một cái hệ thống đúng không ạ? Tự động nuôi cái kênh TikTok này hoặc là nhân bản TikTok đúng không ạ? Đang có cái dự án là như vậy rồi, tại vì TikTok khá là hay, sẽ nhân bản số lượng lớn cái TikTok là ra thành nhiều cái khác nhau. Đây không ạ? Đây anh nhìn thấy không ạ? Đây, cho mình xem nhá. Đây, thấy cái bên này không ạ? Đấy không ạ? Đấy, có người ta inbox này, đúng không ạ? Có người ta comment này, thấy chưa ạ? Shop có quần nam không này, thấy chưa? Đấy. Đây có phần sao chép liên kết này. Đấy, ví dụ như là từ cái TikTok này đúng không ạ? Mình đổ lên kênh gì? Đây mình đổ lên kênh fanpage chẳng hạn nhá. Mình đổ lên fanpage của mình. Đây. Thì chúng ta lại làm một cái hệ sinh thái vòng tròn như thế, đúng không ạ? Ok. Thực tế là chỉ cần đến đây thôi là nó được rồi. Đấy. Ok, anh mình ủng hộ TikTok nhé. TikTok nhé. Xem đúng không ạ? Xem TikTok. À, TikTok. Chọn. Phần nào đón Tết đúng không ạ? Tết này thế nào? Khuyến mãi kịch sản đấy. Ví dụ vậy đúng không ạ? Và đây dưới đây có một bài thẻ tác. Đây. Có thể là tải về nhá. Mình nhìn sau. Đây, ví dụ vậy. Đăng lên, ok chưa? Đó, về mình đăng lên. Đấy, là mình lại có thêm content nữa. Ok, là cái của admin, cái giao cái bộ video cho anh em mình là chắc chắn dành cho anh em mình xây dựng hệ thống với kênh với admin thì admin sẽ tung ra cho em mình triển khai, đúng không ạ? Không thiếu một cái gì cả. Đấy không ạ? Đó, ai mà xem người ta lại xem cái video của mình. Ok không ạ? Rất là hay, đúng không ạ? Rất là hay. Và bây giờ thì TikTok nó cũng đang, ngày xưa nó chỉ ở trên điện thoại thôi, bây giờ nó có cả trên máy tính nữa. Nên ra là rất là hay đấy nha. Ok không ạ? Và ví dụ là như thế nha. Rồi bây giờ là hôm trước đúng không ạ? Admin nó là làm cái hình ảnh thì mọi người chỉ cần sử dụng Canva thôi, đúng không ạ? Admin làm ở trên Canva. Và có rất là nhiều chiến lược, đúng không ạ? Đây, ví dụ cái ảnh hình vuông 1080x1080 đúng không ạ? Ở bên này nó có cái mẫu sẵn rồi, mẫu này, đúng không ạ? Góc bên này có mẫu sẵn rồi, đúng không ạ? Ví dụ mình làm ở đây về sản phẩm chẳng hạn, mình bấm chữ sản phẩm ở đây. Đúng không ạ? Hay mình bấm chữ thời trang vào chỗ này, nó sẽ đưa cho mình những cái lựa chọn đúng không ạ? Trên cái ảnh thời trang đúng không ạ? Nó sẽ cho mình những cái lựa chọn ở bên này đúng không? Để mình làm sao cho đẹp nhất, cho phù hợp nhất, cho hiệu quả nhất là được. Thế chỗ này nó có mẫu sẵn rồi, chúng ta chỉ đưa vào thôi, hoặc là chúng ta sẽ tự ý tưởng vào chúng ta. Nó rất là nhanh đúng không? Nó không có gì khó cả. Ví dụ như thời trang này, đúng không? Giảm giá gì đấy, ví dụ như đây. Đúng không? Đây này, đúng
đúng không ạ? Đã từng cái hình ảnh như thế này đúng không ạ? Nội dung tải lên thì mình tải cái ảnh lên, ví dụ như này mình sẽ đưa cái này vào đây đúng không ạ? Này đấy, và làm sao để cho nó thấp lại thì chúng ta thu nhỏ lại đưa lên đó ạ, đó giảm giá cuối tuần đúng không ạ? Như vậy thôi chúng ta lưu lại ra được một cái ảnh rồi đúng không ạ? Rất là nhanh đúng không ạ? Quá nhanh, 30 giây. Nếu mà đứng ở góc độ mệt mình sáng tạo content cho kênh thì thôi luôn á, đúng không ạ? Một ngày ra được vài trăm tấm là chuyện bình thường, hay là cả ngàn tấm. Tại vì sao? Như vậy là xong rồi đúng không ạ? Nếu thể cắt màn hình hoặc là tải xuống, bấm tải xuống thôi đúng không ạ? Đấy, PNG nó rất là nặng nên ra mình để JPG cho nó nhẹ là được đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà PNG thì là ảnh nó sẽ không bị vỡ nét đúng không ạ? Đấy, còn JPG thì có khả năng nó bị vỡ. Ok không ạ? Đấy, hoặc là mình thể hiện cái việc mà mình bán chạy để vào trong này, tức là mình đang bán chạy. Ok không ạ? Đấy. Còn lại nếu không thì một cái mẫu khác đúng không ạ? Mẫu khác ở dưới này rất là nhiều đúng không ạ? Làm phát ra luôn đúng không ạ? Từ trang sản phẩm này. Đây, ví dụ như là cái bên này đúng không ạ? Đây. Cái áo nó bên này đây. Đấy, chỗ này nó nét sẵn rồi, vậy vứt cái bên này qua đây này. Đấy, ví dụ vậy đúng không ạ? Hoặc là một cái mẫu khác đúng không ạ? Chỉ cần mấy phút thôi, vài phút thôi là chúng ta đây, ví dụ như thu nhỏ cái này lại được này. Đúng không ạ? Các bạn cứ nhấp đôi vào trong đấy là để mình có thể chỉnh được nhé. Đấy, đưa vào thôi đúng không ạ? Đưa cho hợp lý đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta chỉnh lại cái hình ảnh này như thế nào đó tùy. Rất là nhiều thứ đúng không ạ? Rất là nhiều cái kênh ở chỗ này. Đấy, ví dụ đã bán này. Nếu mà góc độ mà xét về làm content này thì nó cũng là điều đơn giản. Đây. Và để lấy mua hết cái áo đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta để vào đấy đúng không ạ? Và lưu ra luôn đúng không ạ? Là ra được cả đống ảnh rồi. Và quan trọng làm tất cả các kênh thì nó là xây dựng là gì ạ? Là bằng content. Thì khi mà xây dựng content ấy, nha, thì bây giờ cái chỗ này đúng không ạ? Khi mà xây dựng content ấy, thì content nó sẽ gồm cái gì ạ? Content đúng không ạ? Đây là quản trị hệ thống kênh đúng không ạ? Vấn đề về vấn đề content. Content nuôi kênh đúng không ạ? Nuôi hệ thống kênh thì như là ở trong cái khóa học admin đã đưa ra rất là rõ rồi đấy, là content xây dựng kênh nó sẽ là một đấy là về thông tin đúng không ạ, thông tin sản phẩm hay là feedback khách hàng đúng không ạ, hay là review đúng không ạ, review có nghĩa là cái mà mình đánh giá hoặc là khách đánh giá, feedback có nghĩa là cái lời khen ngợi đúng không ạ, đấy rồi là cái quá trình hoạt động kinh doanh của mình, hoạt động của đội nhóm, mình up lên nuôi từng kênh theo từng cái đối tượng này đúng không ạ, từng đối tượng đấy, không cái nào mà trùng cái nào cả. Khách lẻ thì mình sẽ up những cái review, những cái feedback về bán lẻ, cộng tác viên để làm gì ạ, mục tiêu cuối cùng của nó cũng là để tạo sự uy tín thôi đúng không ạ, tạo uy tín đúng không ạ, tạo sự khác biệt. Đây, tạo uy tín này, tạo sự khác biệt này đúng không ạ, tạo sự hấp dẫn, đúng không ạ, hấp dẫn người khác đấy. Ba cái này là vấn đề cốt lõi để khi mà làm content thôi. Đây là những cái còn dạng content nhé, đây là cách dạng content đúng không ạ, còn hình thức truyền đạt, hình thức content đúng không ạ, hình thức của content, hình thức content nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ gồm hình ảnh, đúng không ạ? Chúng ta phải truyền đạt qua cả video, chúng ta truyền đạt qua bài viết. Là sao đây? Ví dụ như là admin làm ra kênh YouTube chẳng hạn, đúng không? Kênh YouTube này, đúng không ạ? Đấy, như này. Đúng không ạ? Đây, kênh YouTube này. Hay là admin làm ra kênh Shopee, kênh làm ra cái kênh này, đúng không ạ? Làm cái kênh TikTok này, đúng không ạ? Thì đây là cái dạng content làm video đúng không ạ? Còn lại bài viết, fanpage thì nó như thế nào? Đây, đúng không ạ?
Đấy, còn lại admin nó là cái chiến lược seeding. Seeding là ra làm sao? Đây, bạn nhìn thấy, đúng không ạ? Xem bình luận, thấy không ạ? Các bạn nhìn thấy cái seeding không ạ? Đây, nó ra đơn thật luôn, đúng không ạ? Có người inbox luôn. Đấy, đúng không ạ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, quá chừng luôn. Seeding, đây là seeding, đúng không ạ? Và người khác sẽ nhìn thấy thì sao ạ? Người ta sẽ đặt hàng luôn. Chuẩn chưa ạ? Và nếu như chúng ta chạy quảng cáo được không ạ? Chạy được luôn. Đấy. Và bản thân mà khi mà chúng ta xây dựng Shopee cũng như thế thôi. Nếu mà chúng ta dùng các cái nick mà chúng ta mua của nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ rất là tốt đây. Ceiling là như này đây. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chụp lại nhá. Đây, ví dụ như này. Đấy. Ví dụ mình có đánh giá của các bạn này, hôm trước các bạn làm này. Đây. Triển khai luôn, đúng không ạ? Marketing đây. Content của cái kênh này, đúng không ạ? Nói chung là cái nội dung của cái kênh này, đúng không ạ? Chẳng ai biết là như thế nào, nhưng mà đây tôi qua bên này, đúng không ạ? Tôi đăng lên trên này. Đấy, đúng không ạ? Ok, đúng không ạ? Cảm ơn, đúng không ạ? Đấy, cảm ơn, đúng không ạ? Cảm ơn, đúng không ạ? Cảm ơn khách hàng đã tin tưởng nhé, khách hàng. Em ạ, đúng không ạ? Đấy. Đấy, chúc mọi người có một năm mới, đúng không ạ? Có một tuần, đúng tuần làm việc mọi hiệu quả. Đấy. Giữ gìn sức khỏe nhé, đúng không ạ? Giữ gìn nhé, cuối năm rồi. Rồi đấy, ghé Shopee nhé. Để nhận nhiều khuyến mãi đặc biệt. Đấy, đúng không ạ? Đấy, ghé Shopee để nhận nhiều khuyến mãi đặc biệt. Và cái trên cái kênh này là kênh fanpage, đúng không ạ? Thì mình sẽ gửi cái link vào trong này. Gửi cái link của bản thân mình, của cái shop mình vào đây. Đây. Đây là kênh shop mình, đúng không ạ? Để vào. Đấy. Để vào Shopee Amazing thẻ tag. Đấy. Thời trang. Shop. Thì tức là gì ạ? Bây giờ tự nhiên là mình lại có thêm một cái content nữa và mình đây mình cứ nuôi thôi. Thì bây giờ bản thân bên ngoài khách hàng người ta nhìn vào người ta thấy đánh giá shop này rất là tốt, đúng không ạ? Shop này không có ảo, shop này rất là chân thực, đúng không ạ? Đây. Đúng không ạ? Đánh giá 5 sao hết. Đấy, toàn 5 sao hết nhé, đúng không ạ? Bây giờ chỉnh sửa lại. 5 sao. Em có trái tim vào. Đấy, bây giờ lưu vậy. Ok không ạ? Đó. Và content lại ra thêm một cái này. Ok không? Và bây giờ mình gì ạ? Mình lại up lên kênh gì ạ? Kênh group cũng như thế. Mình up lên các cái kênh khác cũng như vậy. Thì tức là gì ạ? Đấy, tức là gì ạ? Tức là toàn bộ cái hệ sinh thái kênh như vậy, đúng không ạ? Mình cứ up lên, mình nuôi, mình triển khai. Đấy, mình rõ ràng với nó, đúng không ạ? Qua một quá trình thời gian, nó cái content nó rộng lên, nó lớn lên. Và gì ạ? Và kết quả của mình tới bất cứ cái kênh nào, kể cả giày dép các thứ luôn. Và bây giờ anh mình có hệ sinh thái kênh rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần tuyển sỉ thôi. Tuyển sỉ thì công cụ để admin đã có rồi, ví dụ như auto group, đúng không ạ? Hay là auto marketplace anh mình đang sử dụng rồi. Auto group anh em mình tuyển sỉ để admin sẽ có cái offer, đúng không ạ? Cho anh mình triển khai, thậm chí là giảm giá 50% hoặc là mua 1 tháng tặng 1 tháng cho anh mình, mà admin sẽ khả năng là sẽ gì ạ? Mua 1 tháng tặng 1 tháng cho anh mình triển khai cái và kênh bán sỉ của mình. Đúng không ạ? Kênh bán sỉ của mình ở đây. Đúng không ạ? Đấy, kênh bán sỉ của mình ở trên này. Đúng không ạ? Và hiện tại ấy, thì mình đã cho anh mình cái bảng bán sỉ rồi, đúng không ạ? Bảng bán sỉ giá rất là khủng khiếp, quý quỹ 10 triệu đây, đúng không ạ? Mà anh mình không cần trả tiền gì cả. Để anh mình chạy triển khai một cái dự án với admin thật là hiệu quả. Còn là từ cái giá này lên admin sau qua Tết thì anh mình admin cần một đội nhóm là thực sự thực chiến ấy, tôi sẽ cung cấp tối ưu nhất cho mình, đúng không ạ? Thuê nguyên một bạn về, đúng không ạ? Chỉ support cho anh mình thôi để mình thành công luôn và kiếm thực sự là tiền, đúng không ạ? Và cái nền tảng mà kiếm tiền tỷ nó không phụ thuộc, đúng không ạ, vào bản thân admin không, mà là phải phụ thuộc vào cả các bạn nữa. Nhưng mà bản thân nó phải xây dựng trên một cái nền, một là nền kiến thức,
nền kiến thức nó phải vững chắc như vậy đó, nó phải rõ ràng như vậy đó, đúng không ạ? Thứ hai nữa là cái cơ sở hạ tầng của MV nó phải đủ tiếp ứng với bao nhiêu bạn, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi có khả năng chỉ xử lý cho khoảng tầm 10 anh em thôi, đúng không ạ? Để xây dựng lên một cái hệ sinh thái nó khủng khiếp, có thể đổ 1.000 đơn về vẫn xử lý được, đúng không ạ? Và đấy là đòi hỏi anh mình phải ngồi lại với nhau. Thì từ đây này, tất cả những người bạn bạn phải hình dung rằng những cái đối tác của admin họ không có cái điều này, kể cả cái nhận thức và kiến thức. Và đây là cái lần đầu tiên tôi chỉ anh mình cái hệ thống này, lần đầu tiên đây này. Tại vì sao nhé, anh mình bỏ tiền ra, anh mình học cái này, nó thực tế nó nằm ở đây này, đúng không? Đây là khóa học, nó là xây chiến lược xây dựng hệ thống content. Trong chiến lược xây dựng hệ thống content này, nó không phải là viết cái bài viết hay, mà đó là cái chiến lược để xây dựng content cho hệ thống kênh. Mà bạn có thể nhìn thấy hệ thống kênh nó như thế này, đúng không ạ? Một cái hệ thống kênh nó khủng khiếp như thế này, thì bây giờ chúng ta cái chiến lược nào để xây dựng hệ thống này, đúng không ạ? Và các bạn được học cái kiến thức mà vừa xong tôi nói là kiến thức nền ở trong cái khóa học này. Các bạn phải nhìn nhận là như vậy, đúng không ạ? Rồi bí mật SEO top Google là các bạn ứng dụng cái bí mật SEO top Google này để gì ạ? Để SEO top thành công ở trên marketplace, đúng không ạ? Còn cái hệ thống kênh này là gì ạ? Là cái khóa học một nền tảng mà bất kỳ mốt của admin, đúng không ạ? Bất kỳ bạn mốt của Forry, đúng không ạ? Nào cũng phải học, đó là công thức thành công. Đấy. Và tất cả Hảo, Thắng, đúng không ạ? Chi, Yến, đúng không ạ? Tất cả các member pro nhất, đúng không ạ? Là phải học qua, đúng không ạ? Kiểu như là gì ạ? À, cái này gọi tư tưởng cốt lõi rồi trong digital marketing, đúng không ạ? Còn không thì chúng ta sẽ không thể triển khai được. Ngọn đây bí mật SEO top Google này, đúng không ạ? Tất cả mọi cái này nó là liên quan đến với nhau, đúng không ạ? Nó liên quan với nhau, mật thiết với nhau, đúng không ạ? Liên quan mật thiết với nhau thì để triển khai thành công với dự án, đúng không ạ? Là nó đòi hỏi cái nền hệ thống kiến thức nền nó phải gì ạ? Nó phải rất là chắc. Thứ nhất là rất là chắc. Thứ hai là bản thân admin có độ support cho anh mình triển khai thực thi, đúng không ạ? Thực thi được, đúng không ạ? Chứ không bao giờ biết như anh bán 100 đơn vì tôi không xử lý được thì làm sao ạ? Thì chết. Đúng không? Không thể nào mà chúng ta xây dựng ra một cái mà gọi là một tiền tỷ mà trong khi đó mà gọi là cái hệ thống yếu được. Bản thân, đúng không ạ? Dân giàu nước mạnh, đúng không ạ? Mà một đất nước mạnh, một quốc gia mạnh là cái hệ thống, đúng không ạ? Lãnh đạo phải giỏi, hệ thống chính trị phải giỏi, hệ thống cơ sở hạ tầng phải đáp ứng được gì ạ? Đáp ứng được cho các cái nước, các cái quốc gia người ta vào đây, người ta đầu tư. Mà đặc biệt đó là môi trường ổn định. Môi trường ổn định đó là hệ sinh thái ổn định, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Cơ sở hạ tầng ổn định. Chứ không thể nào bây giờ ví dụ như Việt Nam chỉ là đường đất thôi, toàn là đường đất, toàn là đường đá giống như ở châu Phi, không có đường nhựa thì làm sao mà giao thương nó hoạt động hiệu quả được, đúng không ạ? Đi đến chỗ này thì ổ gà, đến chỗ kia ổ gà thì bây giờ phát triển được không ạ? Không thể phát triển được. Ở Việt Nam, đúng không ạ? Không có cái tàu cảng nào mà có thể chứa được một cái tàu to, đúng không ạ? Tàu vài nghìn tấn, đúng không ạ? Thì diện thất bại, nó sẽ buộc phải đậu ở chỗ khác, và đậu ở chỗ khác thì mất tiền. Và bản thân mà chúng ta muốn thành công, chúng ta phải có những cái gọi là con đường này này, đúng không ạ? Có những hệ thống kênh này, đúng không ạ? Hệ thống cơ sở mà bạn nhìn thấy nó khủng khiếp không ạ? Các bạn nhìn thấy nó khủng khiếp không ạ? Bao nhiêu bạn cảm thấy cái kiến thức này hôm nay các bạn mới vỡ lẽ được nhiều điều nói tôi ạ, và bạn cảm thấy giá trị đúng không ạ? Và nếu như các bạn bỏ ô xong cần phải làm nhiều như vậy, thì xin thưa rằng bản thân admin 11 ngách, đúng không ạ? Là 11 cái hệ sinh thái như thế này đây. Bạn tính cái số lượng kênh của admin lên, đúng không ạ? Chứ đừng nói là một cái kênh đâu. Tôi muốn quá trình training em một trường phái thôi, đúng không ạ? Đây, bạn nhìn cái fanpage của admin này. Nhìn cái fanpage không ạ? Nhìn fanpage không ạ? Đây, cho rõ hơn là vào đây nha. Xem là nó nhiều hay ít như thế nào, đúng không ạ? Đây, fanpage của admin này. Cái nick này thôi nha. Cái nick Quyết Đào này thôi là gì ạ? Hơn 70 cái. Bạn nhìn hệ thống fanpage của admin đó ạ. Messenger, bot, inbox, đúng không? Thông báo quá chừng. Không rep luôn, đúng không ạ? Nhiều cái không rep được hết. Bạn nhìn không ạ? Đây là fanpage đó. Có một nick này là gần 100 cái fanpage. Bạn hình dung chưa ạ? Có nghĩa là một hệ thống kênh mà, một hệ thống từng cái. Ví dụ đây này, phong thủy là để làm gì ạ? Đồ phong thủy này, quảng cáo online Z là để làm dịch vụ này, đúng không ạ? Cường lực này, phụ kiện điện thoại này, đúng không ạ? Công thức thành công này, đúng không ạ? Cường lực này, đấy, QD Mobile này, điện thoại này, cộng tác viên QD Mobile này, đúng không ạ? Để dành cho cộng tác viên này, Milcat Shop này, đúng không ạ? Dành cho phụ kiện thời trang này, đúng không ạ? Phụ kiện công nghệ là phụ kiện điện thoại này, đúng không ạ? Thế giới giày sinh, accessory này, đúng không ạ? Đây, cho bạn xem hệ sinh thái nhá, đúng không
đúng không ạ? Để phụ kiện điện thoại tiếp này, admin tập trung vào những cái kênh đó, điện thoại này, đúng không ạ? 1993 shop này, ví thời gian, ví da thời trang này, men store này, đúng không ạ? Quyết đào kênh chia sẻ kiến thức này, túi sách xinh này, ví xinh này, mây dinh này, thế giới thời trang này, đúng không ạ? Đồng hồ giá rẻ này, đúng không ạ? Và trên này nó có content đàng hoàng, đúng không ạ? Chứ không phải là admin làm dân chơi, đúng không ạ? Đấy, content đàng hoàng, đúng không ạ? Có người inbox, có người hỏi giá, các bạn làm thôi là đã rõ giá rồi, đúng không ạ? Các bạn làm thôi là các bạn đã được rõ giá rồi. Ví dụ như là một cái kênh này thì yêu cầu, ví dụ như là đây nhá, đây là hệ thống chuẩn. Các bạn vừa xong có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Admin sâu ra và bạn có thể nhìn thấy một cái kênh thôi, một dự án thôi mà admin đến tận 5 cái fanpage. 5 cái fanpage về bán phụ kiện điện thoại. Mọi người đây là một cái mô hình chuẩn, đúng không ạ? Cho từng đối tượng thôi nhá. Tôi chưa nói đến cái việc mà chúng ta một mình bạn nhân bản cái số lượng này thành hai lần. Bạn hiểu hai lần là như thế nào ạ? Hai lần là như thế nào các bạn hiểu không ạ? Là nhân toàn bộ cái này ra làm thêm một lần nữa. Đúng không ạ? Nhân cái này của bạn thêm một lần nữa. Có nghĩa là một mình bạn quản trị hai hệ sinh thái như thế. Có nghĩa là fanpage 2 cái hoặc là fanpage 5 cái, group 5 cái. Đúng không ạ? Đây, Facebook 5 cái, đúng không ạ? Marketplace rất là nhiều, đúng không ạ? Instagram 5 cái, livestream 5 cái, đúng không ạ? Messenger 5 cái, Shopee 5 cái, Sendor 5 cái, Tiki 5 cái, Zara 5 cái, bạn nhân lên số lượng này, đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 này, đúng không ạ? 8 9 10 11, khoảng tầm 15 cái đi, cho admin là cho 15 cái đi, nhân lên 5 lần. 15 nhân 5 đúng không ạ? 7 25 đúng không ạ? 75 kênh cho một hệ thống. Đúng không ạ? Cho một gì ạ? 75 đúng không ạ? 75 kênh cho một hệ thống sản phẩm. Nên thành ra anh em mình nói rằng là trời ơi, ít thế, ít đâu ạ, sao mới ít được, đúng không ạ? Đấy là mới một cái gọi là chuẩn thôi, chưa phải là nhân bản, đúng không ạ? Mà làm sao, đúng không? Tôi thách luôn ông nào mà làm một năm, đúng không ạ? Mà admin mới nói thì đúng không ạ? Admin mới nói là hiệu suất lao động xây dựng kênh, đúng không ạ? Tại vì sao tôi biết được cái này? Tôi biết chắc chắn rằng anh mình không thể nào mà xây dựng hết được, và rất là khó. Nếu như các bạn xây dựng hết thì bạn cần phải một đội nhóm offline giống như admin, và các bạn phải là người đào tạo giống như tôi này, đúng không? Giống như admin đào tạo, mà cái người đó là phải offline, phải xây dựng hết hiệu suất 100% như này thì nói thật là gọi là của cải dư thừa trên internet. Tại vì chỉ là 1/3 thôi là đã ra đơn như này rồi, đúng không ạ? Chỉ cần 1/3 thôi, đúng không ạ? 1/3 thôi này, đúng không ạ? Bạn xem ạ, 1/3 thôi. Đây, 1/3 thôi, đúng không ạ? Đây ạ, thấy không ạ? Đấy, đúng không ạ? Kết quả rất nhiều, đúng không ạ? Tiền, đúng không ạ? Đấy, ví, doanh thu, đúng không ạ? 4 triệu này, đúng không ạ? Thấy chưa? Đấy, báo cáo doanh thu gì đấy, kết quả phân tích gì đây, phân tích bán hàng. Đây, được chưa ạ? Đấy. Đây, cái này tôi admin mới làm, đúng không ạ? Cái kênh này admin mới làm tháng 10 này này, đúng không ạ? Tháng 10 này, bắt đầu tháng 11, bắt đầu mới bán này. Đúng không ạ? Doanh thu của một kênh này 4 triệu, đúng không ạ? Đấy là mới làm, đúng không ạ? Càng ngày làm nó càng nhiều lên, đúng không ạ? Đây là đơn thật 100%, chẳng chạy quảng cáo gì. Hôm qua admin mới vọc vạch bỏ vào 50 ngàn, chạy quảng cáo thì nó ra được một đơn. Đúng không ạ? Bỏ vào chạy quảng cáo thì ra được một đơn, đúng không ạ? Đấy, tỷ lệ, đúng không ạ? Đây là thực 100%, các bạn có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Số lượng tiền, đúng không ạ? Ok không ạ? Cứ một đơn giày, bán giày rất là cao đây, admin đang nói. Đấy, còn lại đây, áo thun của các bạn đây. Đúng không ạ? Admin mới làm cái kênh này gọi là mới toanh luôn á, mới support luôn, không có gì đây ạ, đây. Đúng không ạ? Từ gì ạ? Ngày mùng 1 tháng 4. Có nghĩa là ngày hôm nay đến ngày hôm nay là bao nhiêu ngày, mới là được 19 ngày thôi, đúng không ạ? Đây. Đúng không ạ? Mới lập kênh như thế này, hơn 400 ngàn. Ok không ạ? Đấy, cũng vọc vạch, đúng không ạ? Cũng làm, đúng không ạ? Thì mới có kiến thức, đúng không ạ? Mình mới hướng dẫn lại người khác được, đúng không ạ? Đấy, đấy là vấn đề về chưa nhân bản. Thì admin mới đưa ra cái hiệu suất lao động mà tôi biết chắc chắn là em mình không thể xây dựng ra được, chỉ cần xây dựng 1/3 thôi, đúng không ạ? Nếu mà em mình xây dựng được hết một hệ thống mô hình lý tưởng này, xong rồi nhân bản lên 5 lần, đúng không ạ? Thì khỏa quả thật là admin hơn luôn, bạn hơn admin là cái chắc, tôi cũng khẳng định luôn ạ. Và chỉ cần như vậy thôi là cái gì ạ? Tiền chi internet nó dư thừa ở ba đối tượng khách hàng là sĩ lẻ, cộng tác viên
Và lúc này bạn mới làm ra được một cái là đối tác ở chỗ này. Đối tác. Đối tác. Đúng không? Người ta sẽ tin tưởng bạn. Giống như như này nhá. Ví dụ tôi hỏi anh em mình nhá. Bao nhiêu anh em, ví dụ như là tôi lời mời các bạn đầu tư với admin. Đúng không ạ? Bao nhiêu anh em mình muốn hợp tác với tôi? Bao nhiêu anh em mình muốn hợp tác với admin? Đây đang ví dụ nhá. Bao nhiêu anh mình muốn hợp tác với một người giống như admin? Hoặc là muốn kiếm một người giống như admin để cùng hợp tác để làm với mình. Bao nhiêu người muốn nói tôi? Đúng không? Tôi biết chắc chắn luôn đúng không ạ? Nghe admin bảo làm được ấy, tôi chẳng bao giờ làm cho ai hết. Đúng không ạ? Đúng không? Nên đã kiếm mòn mắt ra ngoài ngoài xã hội kia kìa. Ai làm được điều này? Ai đủ tự tin để mình làm? Nên ra có nhiều người đã chuyển khoản cho tôi một nốt nhạc là tiền 100 triệu. Đó là sự thật đấy. Đúng không ạ? Hỏi thắng là biết này. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Mà không có làm, đúng không ạ? Tôi không có lấy, đúng không ạ? Chỉ có Thắng biết này, đúng không ạ? Thắng đi giao dịch mới là đi hợp tác, đi làm đối tác với nhìn rồi này. Hoặc là làm việc với Hảo này sẽ biết này. Đúng không ạ? Chuyển khoản một phát thôi vài trăm. Nhưng mà không cầm tiền, mình không cầm tiền để làm gì hết, tại vì mình bản thân admin cũng không, đúng không ạ? Mình cầm ngoài làm gì đâu. Đó không phải tiền của mình, hai nữa mình cũng không biết làm gì với số lượng tiền đó, hai nữa mình cũng chưa có ý tưởng gì. Đúng không? Chứ không phải là vấn đề cầm tiền nó dễ vô cùng. Tại vì 11 ngách của admin nó là nó đủ rồi. Chứ nếu như mà có thêm ngách hay là muốn thêm chi phí hay muốn thêm cái gì đó nữa, đúng không ạ? Tôi sẽ hợp tác. Nhưng mà bản thân mình không có cái gì hợp tác. Nhưng mà đối với các bạn thì tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều đối tác muốn hợp tác, đúng không ạ? Nếu như các bạn xây dựng xong hệ thống rồi là các bạn muốn mua máy móc hay là muốn tuyển thêm nhân viên, đúng không ạ? Tôi nói thẳng thắn rồi, anh em mình chỉ cần đưa ra cái hệ sinh thái thôi. Rót vốn ngay lập tức, đúng không ạ? Đưa ra cái tỷ lệ lợi nhuận thôi là ok rồi. Đấy, và đấy là cái quá trình. Còn lại cái quá trình làm nữa thì nó lại là SEO, đúng không ạ? Là những cái kiến thức nền. Đây, kiến thức chính mà chúng ta cần phải là phải trang bị. Đây, kiến thức này. Kiến thức phải trang bị bằng được này. Phải trang bị bằng được nhé. Gọi là chứ phải trang bị là anh mình phải hình dung rồi đấy. Đó là đa kênh, đúng không ạ? Đa kênh. Đó là phễu marketing. Đa kênh phải liên quan đến phễu marketing. Vừa xong phễu marketing là gì? Phễu marketing là vừa xong anh đi nói đấy. Là từ cái kênh TikTok này này, đúng chưa ạ? Đấy, đổ về đây này, đúng chưa ạ? Đổ về đây này, đúng không ạ? Đổ về cái kênh thời trang đấy. Đấy, mấy dính shop đấy. Đây này, đúng không ạ? Có cái người tiếp cận, đúng không ạ? Và đây ạ, đổ về đây ạ, từ đây, từ cái kênh. Ví dụ như nhé, có một bạn, đúng không ạ? Bạn đọc được bài này của admin trên fanpage. Họ vì họ like mà, họ like, họ theo dõi mà. Họ click vào đây, đúng không ạ? Nó sẽ đến trang gì ạ? Trang Shopee. Đúng không? Trang Shopee này, thấy chưa? Trang Shopee này đấy. Và họ muốn gì ạ? Họ muốn mua. Họ muốn mua. Đúng không? Họ muốn mua. Thì gì ạ? Thì từ kênh fanpage nó đổ qua phần cái Shopee của admin. Nó là gì ạ? Nó là một. Sau đó là gì ạ? Họ lại đổ qua gì ạ? Đổ qua website của admin họ mua. Ok không ạ? Và cả một hệ sinh thái này nó là ai ạ? Nó là bản thân admin thôi. Thì đó là gọi là phễu marketing, đúng không ạ? Hoặc là có một người ta nhìn thấy cái áo này đẹp quá, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái áo này bao nhiêu vậy bạn? Người ta comment, đúng không ạ? Áo này bao nhiêu vậy? Áo này bao nhiêu vậy, đúng không ạ? Đây tôi giả sử tôi đóng vai là một người, đúng không ạ? Ở trên gì ạ? Ở trên TikTok người ta inbox xong tôi sẽ vào tư vấn, đúng không? Tôi sẽ vào tư vấn là cái áo này 99k anh ạ, đúng không ạ? Và anh ghé cái shop, đúng không ạ? Anh ghé gì ạ? Anh ghé vào cái gì ạ? Anh ghé vào cái fanpage, đúng không ạ? Amazing Shop, anh mua cho em nhé. Đây, ví dụ như là đây. Đây, có một cái nick khác. Đây là nick khác, của nick thứ hai của em, đúng không ạ? Đây, thì là tôi đang đóng giả, đúng không ạ? Là cái người mua hàng, đúng không ạ? Amazing Shop. Cái kênh này là tôi chưa có cho làm quản trị viên đâu. Đây là một kênh hoàn toàn khác đấy. Amazing Shop. Thì lên trên fanpage, đúng không ạ? Người ta kiếm Amazing Shop, mình ở top 1, đúng không ạ? Top 1 đây này, đúng không ạ? Amazing Shop, đúng không ạ? Thì người ta sẽ inbox, đúng không ạ? Người ta inbox chắc chắn luôn. Đây, admin chưa có làm quản trị viên hết, đây một cái nick khác nhé, ở Cốc Tốc. Còn cái này là ở đâu ạ? Ở Google Chrome, đúng không ạ? Cái trang này là ở Google Chrome này, đúng không ạ? Mấy gì sao ở Google Chrome này, đúng không ạ? Và bây giờ ví dụ như là tôi inbox vào trong cái TikTok, đúng không ạ? Thì bên này mình sẽ tư vấn là anh lên cái fanpage này, đúng không ạ? Thì đây admin giả lập cho anh em mình đó. Ok, lên fanpage, nhắn tin cái này bao nhiêu vậy bạn, đúng không ạ? Nhắn tin đây cho đây. Cái này bao nhiêu vậy bạn, đúng không ạ? Chụp màn hình lại gửi qua, đúng không? Thì dạ chốt được sale. Ok ạ, và đó là phễu marketing, đúng không ạ? Đó là phễu marketing, nó được thể hiện trong cái khóa học công thức thành công. Đó ạ, gọi cái khóa mà gọi là muốn trở thành admin là bạn phải học cái khóa này,
có thẳng thắn luôn đó. Tại vì sao? Nó là nền tảng cốt lõi của digital marketing hiện tại. Toàn bộ những cái kiến thức ở phía sau này nó là bổ trợ cho cái công thức thành công hết. Tại vì nó tên là công thức thành công, đúng không? Vì nó mang lại cái thành công của admin. Và đây là cái bài học ngày hôm nay, đúng không? Cái buổi Zoom ngày hôm nay đó là gì ạ? Đó là một cái buổi Zoom nó như là một cái khóa học tổng hợp của rất là nhiều kiến thức ở trong đó. Đấy, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Đấy, mình sẽ qua được cái fanpage, đúng không ạ? Và fanpage thì nó lại ở top 1 chứ không phải ở top 2. Đúng không? Đúng không ạ? Top 1. Đấy, thấy chưa? Đấy, mình chưa like luôn, admin cũng chưa like luôn, đúng không ạ? Top 1, gõ top 1 lên luôn. Đây là xây dựng thương hiệu. Và đó là phễu marketing. Đúng không ạ? Phễu marketing sau đó mình phải học hệ thống content. Hệ thống content là cái ở vừa xong admin nói với anh em mình đó, hệ thống content. Sau đó SEO top Google, SEO top Google. Đúng không ạ? Sau đó là website. Đúng không ạ? Học về sau đó là học về thương mại điện tử. Thương mại điện tử thì nó là gì ạ? Nó là sự tổng hợp của ba cái này xuống về đây. Bản chất của thương mại điện tử nó giống như là website, mà muốn nuôi website thành công thì bạn phải có ba cái ở trên này. Ba cái trên này là cứng, là nền tảng, là cốt lõi, là mấu chốt của mọi vấn đề. Đây này, bốn cái này, đúng không ạ? Là cốt lõi của toàn bộ mọi vấn đề. Còn website thương mại điện tử nó cũng chỉ là cái sự kế thừa thôi. Tại vì bản thân á, các cái kênh ở trên này á, nó đều tuân thủ hai quy luật. Đây là quy luật này, và chính chất quy luật này. Quy luật này mà internet tuân thủ theo hai quy luật này, bạn lưu ý nhá. Còn tại sao lưu học, nếu mà bạn học cái này đi, bạn sẽ hiểu được tại sao internet để tuân thủ theo hai quy luật này. Đây mình sẽ demo cho bạn xem luôn, đúng không? Đây, nó sẽ tuân thủ theo hai quy luật là hệ thống content và SEO top Google, đúng không? Còn đây là kiến thức phải trang bị là năm cái gạch đầu dòng này, còn một cái cuối cùng là quảng cáo, chạy quảng cáo là bảy thứ, đúng không ạ? Phải học cho bằng được, tốn tiền vài chục triệu không phải học cho bằng được cái này. Và admin có đào tạo không ạ? Có đào tạo. Còn lại hiện tại thì có một chị thôi, đúng không ạ? Nhầm. Hiện tại thì có những người ở trong Fori học được cái điều này, đúng không ạ? Một là Thắng, đúng không ạ? Hai là Hảo, đúng không ạ? Ba là Duy, gần hết. Bốn là chị Yến, là học gần hết. Đúng không ạ? Và tốn khá nhiều tiền với admin, đúng không ạ? Không nhiều lắm đâu, đúng không ạ? Khoảng tầm 20 triệu. Còn nếu mà để học hết cái trang bị này và được quát trinh, đúng không ạ? Thì admin hôm trước, đúng không ạ? Là 5 triệu là anh admin sẽ cho các bạn cái tư duy này. Còn nếu mà để quát trinh và làm theo được vào trong đội nhóm, đúng không ạ? Để biết được admin bản chất nội hàm của cái này, giống như một cái khóa học này ngày hôm nay tôi hướng dẫn anh mình á, là admin nhận từ 10 đến 15 triệu để quát trinh cho từng người một. Đó có nghĩa là anh mình mà là gì ạ? Là người là quản trị doanh nghiệp sẵn rồi á, thì là như vậy. Thì mới biết sao ạ? Admin mất tiền tẩy để ngộ ra cái chân lý này. Tại vì bản chất nó là liên quan. Bây giờ tôi sẽ demo này, đúng không ạ? Anh em mình ngồi viết lại đi. Nó là như thế thôi. Đây này, nhìn nhá. Bây giờ bạn muốn xuất phát từ khóa học hay là sản phẩm, đúng không ạ? Bây giờ admin muốn xuất phát từ cái khóa học ngày hôm nay nhá. Đúng không? Tôi muốn xuất phát từ cái khóa học công thức thành công nhá. Nhá. Bây giờ, ví dụ này, SEO top Google này. Có Google, đúng không ạ? Ai ở top 1 đây ạ? Kinh doanh online thế, khóa công thức thành công, đúng không ạ? Bạn gõ cái này, đúng không ạ? Nó sẽ ra cái khóa của admin ở top 1 Google trên 160 triệu kết quả trong 0.53 giây. Đây là bảo là lưu, đúng không ạ? Control Shift N để mở một tab mới này. À, công thức thành công. Và ở Việt Nam chỉ có một mình admin đây, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ở Việt Nam chỉ có một mình admin, đúng không ạ? SEO top thành công cái này, đúng không ạ? Bỏ từ khóa đi, xem là như thế nào. Bỏ từ khóa thì nó lại ra rất nhiều, đúng không ạ? Ra rất nhiều, nhưng mà nếu mà là khóa học, đúng không ạ? Khóa học, đúng không ạ? Hoặc là khóa thôi, đúng không ạ? Thì admin đang ở top 1, đúng không ạ? Đây, người đang nói chuyện với em bạn ở trong cái Zoom này, Quyết Đào đây ạ. Đấy, đây là hệ quả của SEO. Và hệ quả của SEO có nghĩa là bây giờ làm sao để người ta tin tưởng học tôi. Đây là cái content này. Đây là content này, đúng không ạ? Đấy, đúng không? Content mà người ta học. Đấy, cái giáo trình, đây là content này.
ở trong nội dung của cái này phải có cái gì thì người ta mới đi học chứ, đúng không? Và đây là content, được chưa? Và đây là bản chất của digital, đúng không ạ? Và đã là công thức thành công nó phải ở top 1. Các bạn nhìn thấy là top 1 Google không ạ? Và đó là bản chất, đúng không ạ? Admin mới nói rằng đây là khẳng định là hệ thống content và SEO top đây là quy luật. Bây tôi lấy một cái ví dụ khác cho anh mình, đúng không ạ? Ví dụ như là chính bản thân Forum Center. Forum Center là cái gì đâu? Ngày xưa Forum Center không là một cái gì cả. Chưa có mặt trên bản đồ, chưa có mặt trên Internet. Còn bây giờ bạn gõ đi Forum Center và nó mới hình thành khoảng 8 tháng nay thôi. Khoảng gần 1 năm nay, sắp sửa là 1 năm rồi. Còn cái website thì nó rơi vào khoảng tầm khoảng 1 năm. 8 tháng 9 tháng gì đó, đúng không ạ? Đây. Forum Center, gõ trên Google top 1, đúng không ạ? Website top 1, đúng không ạ? Group top 1. Trang Quyết Đào top 1, đúng không ạ? Shopee, đúng không ạ? Top 1, YouTube top 1, đúng không ạ? Của Thái Nguyên Unit, của các blog, đúng không ạ? Của gì ạ? Vương Anh Tài, thích hoạt kinh doanh của Duy, Vương Anh Tài của ai ạ? Của bạn Vương Anh Tài, blog rất hay, Thắng Duy Nít là của Thắng Nguyễn đó, đúng không ạ? Còn thích học kinh doanh là của Duy Nguyễn, đúng không ạ? Bestseller đấy, đang hiện tại đấy, đúng không ạ? Tiếp theo, đúng không ạ? Tori Chính Thành là bạn ở trong Affiliate Marketing, đúng không ạ? Tinh tế, tức là forum, đây, trong cái hệ thống admin nói rằng, đây này, Social Network là cái forum đây này, các bạn nhìn thấy không ạ? Còn cái website và blog là admin cho em nhìn thấy ở đây. Còn cái forum đây này, đúng không ạ? Tinh tế là cái forum nha. Đây này, tinh tế này, đúng không ạ? Phạm Thu Hảo là Hảo Phạm của nhà mình, đúng không ạ? Thấy chưa? Đây, Nguyễn Viết Long ở trong Digital Team. Kinh doanh online AZ là tức là cái nền tảng đào tạo. Xuân Nhất.net là anh Nhất đó, đúng không ạ? Hệ thống content, đúng không ạ? Show Cloud, đúng không ạ? Đây là cái hệ thống, đúng không ạ? Đây là cái bài, đúng không ạ? Ở trên cái này, đào hợi này, đúng không ạ? Review, kiếm tiền. Đấy, Châu Business, đúng không ạ? Tất cả các kênh, đúng không ạ? Ba kênh đầu tiên, đúng không ạ? Ba cái trang đầu tiên, bốn trang đầu tiên, đúng không ạ? Là của ai ạ? Của nhà mình hết. Cái từ khóa này, đúng không ạ? Còn cái câu chuyện tiếp theo là cái công cụ anh mình chạy, đúng không? Là Auto Market Play, đúng không? Market Play, đúng không ạ? Đây, gõ trên Google, đúng không ạ? Ra website của ai ạ? Forumcenter.com này. Top 1 đúng không ạ? Forum software của ai ạ? Của admin. Phần mềm Auto Market Play đúng không ạ? Cái đây là kênh facebook.com này của ai ạ? Của admin đúng không ạ? Đây, thích học kinh doanh là của Duy này, Đào Xuân Quyết đúng không ạ? Blog của admin đúng không ạ? Xem hướng dẫn. Đấy, YouTube của mình hết. Đúng không ạ? Rồi công cụ này. Ok không ạ? Hướng dẫn này, Tùng Business này. Hướng dẫn sử dụng này, hướng dẫn đăng nhập Adblock này, đúng không ạ? Của Adblock thì nó lại khác rồi. Về cái công cụ Auto Market Play, đúng không ạ? Và đấy là SEO top. Và bản thân nó muốn SEO được thành công thì nó phải có content. Và content nó ở nhiều dạng, đúng không ạ? Dạng content tức là sao? Mình phải up lên các cái kênh content này, nó up lên rất là nhiều. Đấy. Và đây có cái tính năng này, đăng ký dùng thử này, các thứ. Hay không ạ? Khá là hay. Và đó là gì ạ? Đó là bản chất của Digital Marketing. Và đây là những kiến thức cứng mà các bạn cần phải trang bị. Nó có cái tính quy luật, nó có tính hệ thống, đúng không ạ? Và chúng ta học từng bước một để chúng ta xây dựng thành công hệ sinh thái Facebook, hệ sinh thái thương mại điện tử, hệ sinh thái social network, đúng không ạ? Và các bạn, admin nghĩ rằng là các bạn chỉ cần mất khoảng tầm 3 tháng thôi đến 6 tháng để thiết lập hết tất cả các hệ thống kênh. Thêm 3 tháng đúng không ạ? Để các bạn up content lên. Thêm 6 tháng để hoàn thiện, đúng không ạ? Và ra tiền ngay lập tức luôn đấy, chứ không cần phải chờ đợi đâu. Nếu như mà nó là gì ạ? Là Facebook marketing mà đổ từ cái này qua cái khác, từ cái này qua cái kia, từ cái kia qua cái nọ, đúng không ạ? Tức là bây giờ nhé, Facebook marketing là như này này. Facebook của bạn, đúng không ạ? Quảng bá group, quảng bá marketplace, quảng bá fanpage, quảng bá Instagram, quảng bá livestream. Tức là một cái Facebook của bạn quảng bá tất cả những cái dưới này. Sau đó là cái group quảng bá tất cả những cái dưới này, tức là ở đây có 15, đúng không ạ? Thì tức là sẽ có 15 lần lặp lại từng cái và nó PR lẫn nhau, nó backlink lẫn nhau lung tung hết, thì nó sẽ là 15 x 15 ấy. Đúng không ạ? Hệ thống kênh 15 x 15, đúng không ạ? Nó sẽ là bao nhiêu kênh ạ? Đây là cái hệ thống matrix, đúng không ạ? Là 225 kênh, đúng không ạ? Các bạn có thể là đổ ra 225 lần các bạn PR marketing bất kỳ một sản phẩm nào, nó đều theo quy luật mà cứ cái này PR cái kia, đúng không ạ?
bạn chỉ cần làm đến 1 phần 3 thôi đúng không ạ, là nó quá nhiều rồi. Và cứ như cái Forum Center của admin này đúng không, chỉ thế thôi mà gì ạ, bây giờ như thế nào đúng không ạ, nhìn này cái hệ thống kênh đúng không ạ, dropship Forage đúng không ạ, 11 cái rồi. Và nếu như mà nó tràn hết 11 cái này, mỗi cái nhóm này là gì ạ, là 1.000 người, là 1.000 người đây, nhóm 1 là 900 này, nhóm 2 cũng vậy này, nhóm 3 cũng vậy này đúng không ạ, nhóm 3 là 6 đúng không ạ, nhóm 5 đúng không ạ, nhóm 7 900 đúng không ạ, hết full thì là 11.000 người ở gì ạ, 11.000 người ở Zalo, 11.000 người ở Zalo. Còn ở Facebook thì sao, cộng đồng dropship 4.0 đây của admin, nó chỉ là cái tên khác thôi, thực tế nó cũng là chạy theo đúng cái quy luật này mà. 2K6 người, 2K6 nhá, bạn nhớ dùng admin nhá. Đây cho bạn tính luôn đi, 2 phết 6 này cộng đúng không ạ, rồi đấy cộng đồng dropship này nhiều lắm, dropship Việt Nam đây là của Thắng, cũng là của Fori đúng không ạ, đây là đây của Thắng đúng không ạ, cũng của admin luôn, 3 3 phết 5 cộng 3 phết 5 cộng tiếp này đúng không ạ, rồi kiếm tiền với dropship đúng không ạ, đây kiếm tiền với dropship là cái cộng đồng này cũng 3 phết 1 người, 3 phết 1 cộng 3 phết 1 cộng tiếp đúng không ạ, 9.200 rồi nhá. Có cái group phụ quyền điện thoại, dropship này chuyên ngách đúng không ạ, 2K1 nữa, 2K3 đúng không ạ, 2K3 người nữa, 2,3 đúng không ạ, là cái người đó 2,3 cộng với Galaxy đúng không ạ, kiếm tiền với Galaxy, kiếm tiền online với Galaxy nó khoảng đâu đó hơn 2.000 nữa đúng không ạ, đây 2.000 người nữa cộng với 2.000 đúng không ạ, cộng với cái của Hảo đúng không ạ, là kiếm tiền với 15 ngách đó. Đây là hệ sinh thái mà lúc mà làm ấy kiếm tiền với 15 ngách, đây kiếm tiền với 15 ngách thì nó cũng khá nhiều đấy, 2K rưỡi người nữa này cộng với 2,5 đúng không ạ, là 16.000 rồi đấy, kiếm tiền 15 ngách. Có gì nữa à, còn khá là nhiều nữa đấy đúng không ạ, còn rất là nhiều anh ngách khác nhỏ nhỏ nữa, hình như này pin chưa tính à, tính cộng đồng dropship đúng không ạ, 4.0 rồi, dropship với Forex Center là chưa nhá, dropship với Forex Center này mình chưa tính thì phải, chưa tính đâu, mới là 4.0 thôi chứ. Cái này chưa mà đúng không? Đây có thêm 5 người vào mới nữa này. À nó iPhone nữa nhỉ? Đây. Người ta có trả lời đàng hoàng nhá, chứ admin không có ép bạn vào đây. Mà các bạn xin vào nhá. Đúng không ạ? Vô phê duyệt này, đúng không ạ? Chứ không phải là mình mời đâu, tìm kiếm trên Facebook này, bạn biết chúng tôi từ đâu này. Bạn này nói là bạn tìm kiếm trên Facebook này, đúng không ạ? Thêm đây là 3.000 nữa này. Đúng không ạ? 3.000 người, 3.001 người nữa là không có mời đâu đúng không ạ? Tự vào cộng 3.1 cộng tiếp đúng không ạ? À nhóm iPhone đúng không? Nhóm iPhone. Nhóm iPhone này là được SEO top Google thành công á, đúng không ạ? Nhóm iPhone là 100% người trong đây muốn đúng không ạ? Mua bán hoặc là làm cộng tác viên phụ kiện điện thoại, làm cộng tác viên bán iPhone cho admin 3.7 người nữa này. Inside khách hàng chuẩn 100% tại vì tôi không có mời bất cứ ai vào. Mà người ta tự xin vào đây, có 11 người, ở đây có 10 người xin vào đây, các bạn cho các bạn đọc nhé, cho các bạn đọc nhé, đây xong lên, bạn muốn làm tham gia làm gì, cộng tác viên này, CTV này, đúng không ạ, đây phê duyệt, bạn muốn làm gì, muốn làm dropship điện thoại này, từ nhóm Zalo này, phê duyệt, đúng không ạ, giao lưu học hỏi này, biết đến từ đâu ạ, mạng này, ok, biết đến từ đâu ở gợi ý này, đúng không ạ, nó đã đề xuất, đúng không ạ, đấy, có câu hỏi là phần lớn người ta hỏi, đúng không ạ, tìm hiểu này, đấy dropship này đấy muốn là gì iPhone này, thường là người trả lời thật hết chứ không có người ảo đâu đấy, mình vào trong này bán đúng không ạ, 3.001 đúng không ạ, và tổng số lượng người chưa kể nhé, chưa kể các cái nhóm vệ tinh khác nhé, chỉ có nhóm nhờ mang tính chất cộng đồng ấy, mà anh mình có thể vào đây khai thác nhé, thì đây đúng không ạ, nhóm Zalo là 10 đúng không ạ,
10 11 nhóm Zalo rồi, đúng không ạ? Nó đâu đó loanh quanh khoảng tầm 8.000 người. Đúng không ạ? Loanh quanh khoảng 8.000 người, còn nhóm Facebook là 22.000 người. Cộng với gì ạ? Cộng với 8.000 ở Facebook nữa. Ở Zalo nữa chứ. Đúng không ạ? Là tức là gần 30.000, đúng không ạ? Số lượng người thành viên ở trong Forex Center được thành lập vài tháng nay thôi, đúng không ạ? Khoảng một năm nay, cho nó tròn, đúng không ạ? Khoảng gần một năm nay, đây có người vào nữa này. Gần 30.000 người, đúng không ạ? Và từ đâu người ta vào? Và từ đây, đúng không ạ? Và từ kiến thức mà mình hướng dẫn các bạn đây này. Hệ thống này. Content, đúng không ạ? Up lên rất nhiều, đúng không ạ? Bao nhiêu kênh, đúng không ạ? Cứ một sản phẩm là từng này hệ thống kênh. Đúng không ạ? Cái auto marketplace cũng vậy, cái bán tool cũng vậy, bán phần mềm cũng vậy, bán sản phẩm cũng vậy, bán gì cũng vậy hết. Nên và các bạn chỉ cần quá trình để hướng dẫn triển khai một hệ thống là hệ thống thời trang thôi. Nên ra là chỉ cần đâu đó tập trung khoảng tầm 5 tháng. Trong đó 2 tháng, cái việc tạo kênh này có thể mất 1-2 ngày thôi. Nhưng mà việc mà có content cơ bản rồi á, đi chuẩn theo cái tư duy của admin và đi theo đúng lộ trình của admin á, thì nó rơi khoảng tầm 3 tháng. 3 tháng tiếp tục là phát triển là 6 tháng thì của cải nó dư thừa. Chắc chắn bạn có đơn tự nhiên luôn á. Còn lại thời gian, đúng không? Còn lại thời gian, còn thực tế là cũng không cần thời gian đâu, mình bỏ vào để mình kích cầu chạy quảng cáo ở đâu đó. Tức là chỉ cần bỏ tiền chạy quảng cáo ở một hay là hai ba kênh gì đó, đúng không ạ? Nó sẽ kích cầu toàn bộ hệ sinh thái này lên, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại từng cái này nó là cái cánh này, đúng không ạ? Cái cánh của gì ạ? Của cái máy bay, cái thân của cái máy bay, đúng không ạ? Hai bên cánh rồi. Bây giờ muốn bay được mình mới nạp nhiên liệu vào, đúng không ạ? Nạp chiến lược vào, đúng không ạ? Để gì ạ? Để cho nó mạnh mẽ lên, để nó hoạt động được, nó kích hoạt được cái này, đúng không ạ? Và đối tượng khách hàng sỉ nó tự đổ về mua của mình. Facebook, đúng không ạ? Lẻ, đúng không ạ? Nó tự về mua của mình, cộng tác viên họ tự bán cho mình, đúng không ạ? Và cả một hệ thống này nó gì ạ? Nó vận hành và chúng ta là gì ạ? Quản trị hệ thống, đúng không ạ? Đấy, vai trò của bạn đấy, đúng không ạ? Quản trị hệ thống này. Và riêng về khóa học này, nếu mà các bạn nó đào tạo về doanh nghiệp, nói thẳng thắn luôn, nếu mà không thì anh em cứ đi hỏi mấy cái người mà là quản trị hệ thống á, học một khóa học họ hết bao nhiêu tiền, nó cũng không học được như thế này. Tôi khẳng định luôn, tại vì cái tư duy này là tư duy của admin, từ thực chiến để xảy ra, chứ không tôi không học thầy nào cả, đúng không ạ? Và đây là những cái mà admin đang làm, mà một năm qua admin làm cái số lượng giá trị của admin nó khá là đủ để bạn ngưỡng mộ trong thời điểm hiện tại. Còn khi mà các bạn được thời điểm hiện tại của admin thì admin phải ở gấp 3, gấp 4 lần các bạn nữa để gì ạ? Tiếp tục kéo các bạn. Thì trong năm sau thì admin sẽ đầu tư những cái kênh lớn hơn như là xây dựng, như là về bất động sản. Thì khả năng trong cuối tuần này hoặc cuối tuần sau trước Tết admin sẽ có bất động sản trong tay. Đúng không ạ? Và lúc đấy admin sẽ chính thức, đúng không ạ? Có thêm mạng mới đó là bất động sản đấy, đúng không ạ? Và admin sẽ tính là lướt sóng, đúng không ạ? Và mục tiêu 2021 của admin là sẽ giao dịch thành công khoảng tầm 20 giao dịch, từ 10 đến 20 giao dịch. Mỗi lần giao dịch từ 50 đến 100 triệu lướt sóng mà, đúng không ạ? Thì đâu đó loanh quanh mình cũng có thể kiếm được 1 đến 2 tỷ từ bất động sản, cộng với việc gì ạ? Kiếm từ 1 đến 2 tỷ từ gì ạ? Khoảng tầm 2 tỷ từ trên gì ạ? Trên internet nữa. Là sẽ gồm 4 đến 5 tỷ. Và với số tuổi của admin hiện tại đây trẻ hơn anh mình rất nhiều, thì đó là một con số đáng ngưỡng mộ. Đúng không? Hai mấy tuổi, đúng không ạ? Mình cầm vài tỷ trong tay, có nhà, có ô tô, có xe, đúng không ạ? Đấy là một điều ngưỡng mộ rồi, cái gì nữa. Và đó là cái mà ví dụ như làm công ăn lương của admin cả đời, giống như mấy sếp của admin á, giống như ở Ninh Thuận này, không có gì ạ, nhà không có dãy, không có bố mẹ, không có ai lo hết đấy. Tại vì Ninh Thuận nó không giống như các cái tỉnh khác là các bạn có gia đình, các bạn có dãy nương, các bạn có cái này cái nọ. Còn đây là gần như là tự lực cánh sinh hết, là gì ạ, tới khi mà về hưu cũng gì ạ, chỉ có cái tấm nhà thôi, con cái đi ăn học đàng hoàng, chứ không có giàu, cũng không dám đi đâu chơi cả. Tại vì bây giờ nghỉ lương thì lương hưu rơi khoảng tầm 13, 14 triệu gì đấy, thì lúc đó già rồi, 60 mấy tuổi rồi, đúng không ạ? 56 tuổi, còn nếu mà lãnh đạo thì 58 tuổi, già rồi thì bây giờ được sống mấy năm nữa, đến 65 tuổi là chết rồi. Có nhiều ông nghỉ hưu, đúng không ạ? Cũng giám đốc đấy, đúng không ạ? Phó giám đốc, đúng không ạ? Nghỉ hưu được 3 năm chết. Tại vì sao? Tại vì quá trình làm ăn nhậu nhiều quá, chết, đúng không? Rồi cuộc sống đi về đâu, đúng không? Chẳng về đâu hết. Nhưng mà đối với góc độ kinh doanh thì mình mới có khả năng mình thay đổi cuộc sống được. Mà đây, trong đây thì giống như anh mình đang làm ấy, ra kết quả ngay, chứ không phải là chờ gì đâu, đúng không? Chúng ta làm việc là không có chờ đợi, đúng không ạ?
Nên ra là đấy, admin show thẳng cái mô hình luôn á, đúng không ạ? Và anh mình cảm thấy như thế nào ạ? Đúng không? Anh mình cảm thấy như thế nào? Em nhìn thấy cái hệ sinh thái này nó có khả thi không và nó hay không ạ? Đây là lượng kiến thức mà lần đầu tiên em trình bày theo cái hướng như thế này, đúng không? Và lần đầu tiên em đào tạo một cái mà nó quá là chuyên sâu, đúng không ạ? Cái giá trị của em mình nhận được thực sự là tôi muốn chúng ta triển khai thành công. Nên ra anh mình gặp được admin là một cái điều tôi nói thẳng thắn luôn, nếu như mà năm mà tôi bắt đầu khởi nghiệp tôi mà gặp được một người như tôi thì bây giờ thật sự là khả năng là tôi sẽ trở thành một cái gì đó nó thật sự là cao cấp hơn, như là diễn giả chẳng hạn, hoặc là đã có hệ thống của mình rất là khủng khiếp. Các bạn cứ tưởng tượng là trong 4 năm trước, 5 năm trước mà tôi gặp được một người giống như tôi với cái khả năng của mình thì nó như thế nào. 5 năm sau thì chắc chắn chúng ta sẽ không gặp nhau, hoặc là chúng ta gặp nhau ở trong hoàn cảnh khác. Nên ra là bây giờ gặp đẹp nhìn đối với anh em mình á, cố gắng. Năm sau đẹp nhìn thì chắc chắn sẽ nhảy qua bất động sản, mà đấy là cái điều đương nhiên là tại vì bất động sản nó nhanh nhanh giàu. Đấy, và đẹp nhìn cũng đang nghĩ, đang chơi với một số người rất là gọi là kinh nghiệm thực chiến, cũng giống như bản thân mình làm cái kinh doanh này, là cái câu chuyện nó không khác, có nghĩa là về mặt bản chất nó chỉ là sản phẩm, các anh đó là làm bất động sản còn mình làm kinh doanh online, cái câu chuyện nó hệt nhau, gia đình cũng không có cái quái gì hết, đúng không ạ? Rồi là chay tay tay trắng khởi nghiệp luôn, đó là sự thật luôn á. Đến bây giờ các anh nó cũng là Mercedes chạy, cũng có nhà ở chung chung đúng không ạ, ở nhà đúng không ạ, giữa trung tâm Phan Rang, đó khu K1, đó là khu gọi là khu VIP nhất ở đây, đúng không ạ? Một miếng đất của nó đến vài tỷ, đúng không ạ? Và mình chơi một cái hội đấy thì hội đó người ta kể chuyện thì mình nhìn lại thì toàn những người giỏi, thật sự là rất là giỏi, tay trắng là tay không bắt giặc đó, cho tới khi mà đến bây giờ họ rất là thành công, thì cũng giống như bản thân mình, đúng không ạ? Nó chỉ là khác ngành thôi, còn lại cái quy trình cách thức nó giống nhau. Vậy mình cũng nghĩ rằng là mình cũng phải tập tập trung vào cái bất động sản đó, tại vì không có đường nào khác, chỉ có bất động sản thôi. Nhưng mà nếu mà đi vào bất động sản thì cái số lượng vốn nó phải có từ 400-500 triệu mình mới khởi nghiệp được, đúng không ạ? Và mình phải coi như là không có, cộng với cái khả năng marketing của admin nữa, cộng với khả năng quảng bá, đúng không ạ? Thì admin sẽ phủ kín cả một cái khu vực bé đấy bằng công nghệ. Mình nghĩ rằng, tự tin rằng ấy, một năm mình 20 giao dịch là có khả năng, đúng không ạ? 20 giao dịch thì cuối năm thì admin năm sau cũng phải tầm vài tỷ trong tay rồi, đúng không? Giống như năm nay admin cũng làm đến tiền tỷ rồi đó. Một năm, nếu như các bạn dám bỏ ra một năm, tôi không có nghỉ việc, tôi vẫn đang làm nhà nước, đúng không ạ? Và admin nói thẳng thắn cái quy trình này cho anh mình làm ở tư cách là một nghề tay trái, đúng không? Làm buổi tối nói chuyện với các bạn đây không ai biết mình làm gì cả, lầm lầm lũi thôi, đúng không ạ? Làm bình tĩnh, đúng không ạ? Tôi không muốn gây chiến với bất kỳ một team nào, mặc dù có những cái lúc mà mình thiệt rõ ràng bọn nó bố láo với mình, đúng không ạ? Nhưng mà mình không cần phải biết đến nó, đúng không? Có nghĩa là nó đang ghen anh tức ở mình thôi, kệ nó, đúng không ạ? Đúng không? Tránh voi á, không hổ cái mặt nào hết, đúng không ạ? Nên ra là mình cứ bình tĩnh thôi, để gì ạ? Để chờ thời, để chờ cơ hội, để chờ gặp đội nhóm, đúng không ạ? Để chờ cái người mà mình hợp tác thực tế, chứ không phải mình gây cu gây vua, đúng không ạ? Mình gây gì, cái hệ thống kênh của mình xây dựng còn không xong, thời gian đâu mà ngồi chém gió của nó, đúng không ạ? Nên nhiều thằng nó hỏi mẹ trong Fori không bán được hàng. Không bán được hàng cũng được, đúng không ạ? Không biết làm, ok, không biết làm cũng được, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà mày ở trong đây làm gì vậy? Nên ra mình nhìn nhận vấn đề thôi, đúng không ạ? Nếu mà không bán được hàng thì tại sao mày phải quan tâm tao làm gì? Nếu mà tao không bán được hàng mà mày lại ngồi quan tâm, mày chỉ trích tao nữa thì gì ạ? Mày còn không bán được hàng hơn tao, nên ra mình lại vui vẻ, đúng không? Nếu mà anh mình cảm thấy có bao giờ Phạm Nhật Vượng, đúng không ạ, ngồi để ý Fori không, đúng không? Bao giờ thấy Jack Ma mà nói chuyện về các bạn không? Làm gì có thời gian, người ta đang lo xây dựng hệ thống kênh của người ta, đúng không? Chỉ có những thằng không ăn, đúng không? Ăn không ngồi rồi không làm được thì bắt đầu mới xỉa sói, đúng không? Bắt đầu mới gì ạ? Bắt đầu mới chú ý này chú ý nọ về gì ạ? Để chọc máy mình. Nên ra là năm vừa rồi là mình cũng nhẫn nhịn, đúng không ạ? Là mình cũng
khiêm nhường đúng không? Khiêm tốn đúng không? Để xây dựng đội nhóm, xây dựng hệ thống của mình thôi. Tôi muốn xây dựng là đi cùng với nhau, chứ không phải vấn đề các bạn học được 2-3 cái mà các bạn. Đây cái câu chuyện về nhận thức. Ok, nếu như anh mình ở trong đây có một số anh mình có khả năng xuất chúng, em mình sẽ nhận ra và trở thành những người vĩ đại trong tương lai. Nhưng mà nên nhớ rằng là chúng ta học cái kiến thức này đâu, đúng không ạ? Thì cái bản thân chỉ có quân tử thôi, đúng không ạ? Sẽ là những người chiếm ưu thế. Còn lại một đông đều là không chịu làm, đúng không ạ? Chỉ trích, cuộc sống không ra gì hết, đúng không ạ? Nên ngày hôm nay tôi refund đấy, đúng không ạ? Tại vì rất là lằng nhằng. Một là không hiệu quả thôi thì dẹp, hai là đừng vào trong nhóm người ta mà phá. Đâu phải 5-700 hay 1 triệu của bạn to đâu, không có, đúng không ạ? Tôi tập trung vào cái gì ạ? Quan điểm admin rất rõ ràng, tập trung cái người tạo ra giá trị chứ không tập trung vào gì ạ? Mình lại tỏ giá trị cho nó mà gì ạ? Nó lại không tập trung giá trị cho mình. Cái bạn mà bị kích ngày hôm nay đó là bán hàng cho đối thủ khác, không còn quan tâm. Thực tế là như vậy, mình không có thời gian để mình quan tâm quá nhiều thứ như thế. Mình không có thời gian để mình gì ạ? Mình bỏ ra cái công sức của mình để gì ạ? Để cho những người mà gì ạ? Nó không cần thiết. Cái gì bỏ qua được bỏ qua, đúng không ạ? Tập trung vào việc của mình. Đấy là vấn đề quan trọng nhất. Tức gì cũng vậy thôi, đúng không ạ? Buồn nào cũng sẽ trôi qua thôi, đúng không ạ? Chỉ có riêng buồn ngủ không có gì ạ? Các thai ngày nào. Đây là chỉ có buồn ngủ, còn không thì thôi. Cả một năm qua, đúng không ạ? Admin xây dựng rất nhiều. Và đó là một cái thời gian học rất là nhiều kiến thức, đúng không ạ? Content, sale, kênh, web, chạy quảng cáo và cộng với cái tư duy của mình nữa để có cái chiến lược, để có cái cách thức vận dụng vào nó phù hợp với từng kênh, nó phù hợp với từng giai đoạn, nó hiểu được tâm lý khách hàng, đúng không ạ? Nó nắm bắt được cái trend của thị trường, nắm bắt được tâm lý của thị trường, nắm bắt của cái khách hàng tiềm năng. Đây là cái khóa học về xây dựng hệ thống. Khóa học xây dựng hệ thống này thành công khi mà các bạn nắm bắt được gì ạ? Tâm lý đọc vị, đúng không ạ? Nắm bắt được tâm lý thị trường nhé. Đọc vị được thị trường nhé. Đúng không? Các bạn làm việc với admin, đúng không ạ? Rất nhiều lần admin đọc vị được cả một cái cộng đồng luôn đó. Tại vì bản thân tôi biết thừa luôn là anh mình đang cần gì rồi. Nhưng ngày hôm qua admin đã có nói, đúng không ạ? Bạn gặp vào trong cái một cái team kinh doanh. Khi một người vào trong đội nhóm của bạn, khi mà bạn không mời người đấy vào và người ta tự kiếm bạn, tức là người ta cần hai yếu tố. Một là yếu tố về nguồn hàng, hai là yếu tố về cách thức bán hàng. Không bao giờ có cái chuyện mà gì ạ, em vô nhầm đâu. Nên thành ra là nếu như một người ở trong hệ sinh thái của mình, chắc chắn rằng họ sẽ là khách hàng của mình. Còn nếu như mình không có đủ khả năng, mình không có đủ trình độ, thì mình sẽ trở thành khách hàng của họ. Lưu ý là như vậy. Nếu như mà tôi không đủ khả năng, thì tôi sẽ là khách hàng của một trong những anh em mình ở trong này. Còn nếu như mà tôi có đủ khả năng ôm chọn các bạn, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ là khách hàng của tôi. Và đối với người khác cũng như thế. Đúng không? Nên là không có chuyện nhầm lẫn khi mà chúng ta không mời ai vào cả. Thì 90%, thậm chí là 98% những người trong đó sẽ có những cái insight như vậy. Đúng không ạ? Những insight như vậy. Insight như vậy là insight như thế nào? Là đó là khách hàng của mình đó. Đó là gì ạ? Đó là gì ạ? Đó là người mà mình cần tương tác đó. Đúng không? Nên người ta mình cứ giữ mối quan hệ đi. Có những người ta mua điện thoại tôi 3 năm sau khi mà biết tôi muốn tôi bán điện thoại á, 3 năm sau người ta mới mua ủng hộ. Người ta phải hỏi cái câu là mày còn bán không? Rồi bạn phải hiểu rằng nó là nó như thế nào. Nên là cứ giữ mối quan hệ ở đó đi, đúng không ạ? Thì đến khi mà bạn đủ lớn ấy, thì nó sẽ mua hàng của bạn. Còn nếu như mình không đủ cái sự dung lượng, có nhiều khi mà admin cũng cay á, và xử lý nó cũng không được khôn khéo đâu. Mình kích luôn thì tức là mình đang tự gì ạ? Tự đánh mất khách hàng. Nhưng mà thôi, đúng không ạ? Cuộc sống mà biết bao giờ mình tạo chuyển đổi, đúng không ạ? Cái nào mà chuyển đổi được thì mình chuyển đổi, còn cái nào không chuyển đổi được thì thôi thì mình bỏ bớt cũng được, cũng không phải vấn đề gì, đúng không ạ? Mấy chục triệu người ngoài kia thì đâu có phải là 1-2 người là gì ạ? To tát gì đâu, đúng không ạ? Nên thành ra là đấy, cái gì mà mình cảm thấy quá tốn thời gian thì dẹp thế thôi, đúng không ạ? Có rất là nhiều cái tiêu chuẩn nữa, thì cả một cái hệ thống kênh như vậy, đúng không ạ? Cả một cái
vấn đề về thị trường, vấn đề về tâm lý, vấn đề về khoa học, đúng không ạ? Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, đúng không ạ? Rất nhiều thứ nó có liên quan, rất là nhiều thứ mà mình phải nhìn nhận, phải đánh giá để mình làm. Còn đối với anh em mình ở trong này, tôi nói rằng cái đây là ngách tỷ đô, ngách tỷ đô. Không vì thế mà cái áo Adidas, đúng không ạ, 3-4 triệu vẫn có người mua. Một đôi giày, đúng không ạ, Nike, đúng không ạ, 10-20 triệu vẫn có người mua. Thậm chí là những đôi Nike, đúng không ạ, nó là bản premium, bản gì đó, bản limit, đúng không ạ, cả 100 triệu, 200 triệu đấy, đúng không ạ. Sử dụng nguyên liệu tái chế, rồi sử dụng cái gì nó nhìn chẳng ra cái gì hết, nhưng mà 300-400 triệu một đôi giày, đúng không? Bằng cả một cái ô tô, bằng cả một ngôi nhà của mình. Không vì thế mà cái áo, đúng không ạ, đúng không ạ, có đính kim cương lên thì, đúng không ạ, không biết là như thế nào, đúng không? Mặc có khác gì với cái áo 40-50 ngàn không, nó chẳng khác gì hết, đúng không ạ. Nên là cái ngách tỷ đô này á, nó tỷ đô ở hai khía cạnh, có nghĩa là số lượng người mua rất nhiều, hai nữa là có thể tạo được giá trị gia tăng rất là lớn. Giá trị gia tăng có nghĩa là bây giờ cái Nike, đúng không, đôi giày Nike với cả đôi giày bình thường nó khác nhau gì không, nó cũng chỉ là để đi thôi, chẳng khác gì cả, mà nó sẽ tăng gấp cả mấy chục lần, đến thậm chí hàng vài trăm lần, cả ngàn lần so với một đôi giày bình thường, đúng chưa nào. Nên ra cái ngách tỷ đô này anh mình làm là đúng hợp lý, đúng không? Và mình cho các bạn một cái giá rất là hợp lý để các bạn triển khai, không có cao đâu, mà mình phải nâng giá trị của mình lên, nâng cái chất lượng của mình lên. Bán hàng đôi lúc, đúng không ạ, cứng thì cứng mà mềm thì mềm. Cứng đối với người mà cứ hay lải nhải, người ta thích thì người ta sẽ mua. Nhưng mà mềm đối với những người mà người ta sẽ mua nhưng mà người ta rất là gắt, đúng không ạ, mình sẽ mềm, đúng không ạ. Tùy trường hợp chứ không phải là cứng ngắc, đúng không ạ. Tùy, miễn sao là lời là được, miễn sao không lỗ là được, miễn sao có danh tiếng, có uy tín là được. Mang tính chất những cái nền tảng như vậy, đúng không ạ. Đấy, còn bác Hồ, đúng không ạ, trong tư tưởng Hồ Chí Minh có một cái câu đó, đúng không ạ, dĩ bất biến đấy, đúng không ạ, ứng vạn biến, đúng không ạ. Dĩ bất biến có nghĩa là có những cái thứ mang tính chất nền tảng, đúng không ạ. Ứng vạn biến có nghĩa là để xử lý tất cả mọi vấn đề khác, đúng không ạ, chỉ cần giữ gì ạ, giữ một cái là được, đúng không ạ? Đó là uy tín của mình, đó là lợi nhuận chẳng hạn, đúng không ạ, đó là thương hiệu, đúng không ạ, đó là danh tiếng của mình. Còn lại lỗ cũng được, bán lỗ một tí cũng không sao, đúng không ạ, tặng quà thêm một tí cũng không sao, lãi bình thường là lãi 100 nhưng mà bây giờ lãi 30 cũng vẫn vui vẻ, đúng không ạ. Miễn sao là đừng có để bị uy tín bị ảnh hưởng là được, refund cũng được, đúng không ạ, bị chửi ngu cũng được, bị chửi dở cũng được, nhưng mà phải giữ được cái uy tín của mình đấy, trong cái lúc mở đầu khởi nghiệp, đúng không ạ. Đấy, còn lại đôi lúc lỗ mà phải lỗ, không hề lời được hết, phải lỗ, nhưng mà mình phải rút ra được cái kinh nghiệm gì. Quá trình lỗ đấy mình có rút được nhiều kinh nghiệm không, hay là chỉ đơn giản là mày lỗ tiền, có nghĩa đầu tư xong lỗ thì rút lại kinh nghiệm là mình không nên đầu tư nữa, đó là thất bại. Mà quá trình lỗ mình cũng hiểu được là do cái khâu marketing mình kém, mình chưa có mối quan hệ, đúng không ạ, mình chưa có gì ạ, mình chưa có gì ạ, thiết lập những cái hệ thống, mình đang dở quá trong vấn đề về content, đúng không ạ, nên thành ra là mình chưa có hiệu quả. Còn khi mà làm việc với admin, admin dám khẳng định rằng mình không lỗ. Khi mà bạn làm được, bạn theo admin, bạn sẽ có quyền điều hành cả một hệ sinh thái này. Tất cả các cái group mà admin sâu cho các bạn đấy, chứa hơn 22.000 người, 22.000 thành viên, trong đó là những người có insight cần kinh doanh, họ sẽ cần nguồn hoặc là cần cách thức. Ở Fori có gì? Ở Fori có nguồn. Ở Fori gì ạ? Có cách thức đấy. Mà quan trọng là các bạn có làm được để thể hiện cái cách thức đấy ra cho người ngoài, người ta nhìn thấy rằng bạn làm được hay không thôi. Nếu bạn làm được thì người ta sẽ inbox, ở anh Tuấn ơi, anh làm thế nào mà tốt vậy, đúng không ạ? Đấy, bạn chị Chi ơi, đúng không ạ, chị làm thế nào mà tốt vậy, đúng không? Anh Phong ơi, đúng không ạ, anh làm thế nào mà tốt vậy, anh có thể bày em được không? Đó là khách hàng tiềm năng, đúng không? Vấn đề là là anh đang làm thế này này, đúng không ạ? Và chú phải làm thế này, chú phải làm thế kia, đúng không ạ? Bạn phải nên xây dựng kênh này, xây dựng kênh kia, đúng không ạ? Khi tư vấn phải như này, đúng không ạ? Thì khi mà người ta làm được, người ta quay lại cảm ơn bạn, đúng không? Đấy, bảo thì ok, có cái vấn đề gì khó khăn thì cứ liên hệ nhé, đúng không ạ? Thì mình lại tiếp tục sâu kết quả, phải cho đi trước rồi mình nhận lại sau, đúng không ạ? Nếu như mà cuộc sống không có sự cho đi ấy, thì sẽ không bao giờ có cơm ăn, nước uống, áo mặc đâu. Phải gieo một cái hạt, đúng không ạ?
phải tưới nước cho nó, phải bỏ phân cho nó, đúng không ạ? Phải chăm sóc cho nó, phải nhặt sâu cho nó, đúng không ạ? Thì khi nó mới trổ quả ra. Thì cái quá trình đó là gì ạ? Cho nước nó, đúng không ạ? Cho phân bón chó, đúng không ạ? Cho cái công sức chăm nó, đúng không ạ? Nó mới trổ cái quả cho mình ăn, đúng không ạ? Nếu như mà không cho ấy, thì cái hạt nó vẫn là cái hạt, đúng không ạ? Thậm chí cái hạt đấy nó cũng chết đi, đúng không? Tôi còn biết cái quy trình tại sao mà các bạn không có mặt ở trong cái Zoom này luôn đó, đúng không ạ? Tại vì bản thân này mình đã cho các bạn một cái cơ hội làm dropship với Fori, cho các bạn cơ hội về nguồn hàng, sau đó là đào tạo các bạn một cái khóa miễn phí. Tôi cho đi rất nhiều, đúng không? Dùng biết 2 tuần, đúng không? Các bạn vào đây nghe rất là thú vị, các bạn tin tưởng, đúng không? Đó là cái câu chuyện tại vì sao. Đấy là phân tích mổ xẻ là tại vì sao đó. Và bây giờ tôi đang truyền đạt lại cho mọi người, để mọi người học cái mô hình đó, đúng không? Để đồng hành, để xây dựng ra những cái to hơn, đúng không? Giống như là ở đây là trừ 2 cái nick của admin ra, đúng không ạ? Là 18 người, 18 x 3 là bao nhiêu ạ? 83 là 24, đúng không ạ? Đấy, là 56 triệu chưa ạ? Đúng không? Là gần 60 triệu chưa ạ? Đúng không ạ? Mà vừa xong là 22 người có phải là hơn 60 triệu không ạ? Ở đây là gần 30 người có phải là gì ạ? Có phải là tổng hệ sinh thái ra là nó là gì ạ? Cả 100 triệu chưa? Mà chúng ta quen nhau đâu phải là gì ạ? Ở trong cái nhóm này đâu phải là 1-2 tháng gì, đúng không ạ? Nó có hơn 1 tháng thôi, đúng không ạ? Khoảng 1 tháng đi. Có phải là 1 tháng kiếm 100 triệu chưa? Đấy là chưa tính tiền kinh doanh. Thì tính tiền là cái mà tôi biết trong đào tạo lại thôi, đúng không ạ? Nó khủng khiếp không ạ? Nó rất khủng khiếp. Nếu mà làm 10 nhóm như thế này trong 1 năm thì có phải là 1 tỷ không? Đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Mà trong khi đó còn rất rất nhiều khóa nữa, chứ không phải là một cái khóa này. Còn khóa đấy, admin bây giờ đó, đúng không? Hơn 10 mấy 20 khóa. Mà khóa học nó thực chiến chứ không phải khóa học bằng học tào lao đâu. Chưa có ai muốn nói admin rằng là khóa học đọc tào lao. Kể cả đối thủ vào đây nó học, nó cũng cảm thấy rằng đúng thật là học có bài bản, hiểu vấn đề, hiểu cốt lõi và đúng giá trị, đúng không? Có thể là 3 triệu, 5 triệu là to, nhưng mà to không ạ? Không to lắm. Sau này admin mà kiếm được vài tỷ rồi ấy, thì cái khóa học không bao giờ nó là vài triệu. Nó là phải vài chục triệu chứ. Nó phải đúng cái giá trị, đúng cái khả năng, đúng với gì ạ? Đúng với cái trình độ của mình chứ. Tại vì sao? Tôi đâu dạy lại anh em mình cái để học để kiếm được vài triệu đâu. Đang chỉ em mình cái để kiếm được cả vài trăm triệu. Mà cái vài trăm triệu trong nội dung ngày hôm nay đấy, nó là thực tế, đúng không ạ? Và khi mà anh mình làm được thành công thì em mình sẽ có một cái số lượng kết quả như admin. Không hề, đúng không ạ? Không hề khó khăn, đúng không ạ? Và mình chỉ cần tập trung, mình cần phải triển khai, đúng không ạ? Đấy, nên thành ra là em mình cần phải cố gắng, em mình cần phải nghiêm túc, đúng không ạ? Và bao nhiêu anh mình cảm thấy cái Zoom này, đúng không ạ? Nó giá trị ạ? Bao nhiêu anh mình cảm thấy giá trị ạ? Đoạn, bao nhiêu anh mình cảm thấy giá trị, bao nhiêu mình cảm thấy nó thú vị ạ? Nó rất là giá trị, và đây là những cái mà một cái gần như là một cái khóa học, đúng không ạ? Gần như một cái khóa học. Và khi mà anh mình vận hành một cái hệ thống như thế này, đúng không ạ? Một cái hệ thống như thế này đối với FB trong 1 năm thì tôi nghĩ chắc chắn rằng không có chuyện là mấy chục triệu. Nó phải hơn rất nhiều. Đúng không ạ? Tuyệt vời không ạ? Đấy là những cái mà admin muốn chia sẻ với anh em mình, đúng không ạ? Và chúc anh mình tất cả chúng ta thành công, đúng không ạ?